Ok, mọi người không biết là mi test một chút xíu là cả nhà đã nghe rõ tiếng và thấy rõ hình mi chưa ạ? Nếu mà nghe rõ tiếng thấy rõ hình thì hãy comment ok lên khung chat giúp mi cả nhà ơi. À, nếu mọi người đã nghe rõ tiếng và thấy rõ hình mi thì hãy comment ok lên khung chat giúp mi nha. Rồi ok, em cảm ơn chị Thùy Trần nè, cảm ơn chị Huệ Hoàng, Kim Loan, cảm ơn anh Bùi Long này. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh chị em ha. Thì trước tiên mi cũng xin phép giới thiệu một chút xíu. Thì mọi người hay gọi mi là Mimi hoặc là Mimo và mi đang sinh sống tại Hồ Chí Minh. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong Zoom ngày hôm nay nha. Mọi người hãy comment biển số xe ở nơi mình đang sống là đỡ gửi bông, gửi tim rần rần mình cùng hâm nóng phòng Zoom lên mọi người nha. Cả nhà hãy gửi lên khung chat đi để gửi tim, gửi bông và comment biển số xe của mình để gửi lời chào đến tất cả các anh chị em trên dải đất hình chữ S này mọi người nha. Mi cũng sẽ comment lên khung chat luôn. Là 59 chào tất cả các anh chị em nè. Rồi ok. Vâng, à mi chào 79 Khánh Hòa nè, 92 ở đâu mi không biết, 21 là Hà Nội đúng không? Rồi 49 mi cũng không biết nè, 63, 67 là mi biết miền Tây nè. Rồi ok, rất là nhiều con số khác nhau đúng không mọi người? À như thế này là cũng rất là vui ha, không ai không biết thì search Google đúng không cả nhà? Rồi ok, rất là nhiều con số khác nhau các trẻ các anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay nha. Rồi ok, trước khi mà bắt đầu vào chương trình á thì mi xin phép có một vài lưu ý nho nhỏ nhờ cả nhà mình hỗ trợ giúp ba điều nha. Thứ nhất là khi vào Zoom thì cả nhà hãy chủ động là tắt mic bật cam giúp mi nha. À, người ta nói là người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, vì vậy hãy mở cam lên nào nha, biết đâu ra đường gặp nhau thì còn biết mặt mọi người nha. Rồi ok, cái thứ hai là chương trình hôm nay nếu mọi người đã xem banner rồi thì chúng ta không những sẽ lựa chọn được những sản phẩm chiến lược để hỗ trợ việc kinh doanh ở Robby mà còn nhận được những giá trị, những kiến thức vô cùng hữu ích, và đặc biệt nhất đó là những phần quà mini game vô cùng giá trị. Bao nhiêu anh chị em muốn nhận quà mini game hôm ngày hôm nay ạ? À, lên trị giá gần 3 triệu đồng lận nha anh chị. Bao nhiêu anh chị em mong muốn ạ? Hãy comment muốn lên khung chat ạ. Bao nhiêu anh chị em mong muốn nhận được quà mini game ngày hôm nay, hãy comment muốn lên khung chat đi ạ. Để xem được bao nhiêu người muốn nhận quà ha. Chị Ngọc Bích nè, anh Huệ Hòn nè, chị Thùy Trần nè, chị Kim Dung nè, chị Lễ Vi nè. Vâng, ok, rất là nhiều anh chị muốn ha. Nếu mà muốn thì mọi người lưu ý giúp mi là hãy cam kết tập trung và hoàn thành đến cuối chương trình ngày hôm nay mọi người ha. Bởi vì chương trình mini game này là mini game câu hỏi nên trong lúc các PDP chia sẻ là mọi người phải tập trung, không nên bỏ sót một từ nào, vì biết đâu đó chính là từ khóa của mini game ngày hôm nay thì sao. Và đặc biệt sống là cho đi, đâu chỉ giữ riêng mình. Cả nhà ơi hãy hỗ trợ giúp mình, hãy gửi link Zoom này đến tất cả các đồng đội, anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác gì, để mọi người cùng vào Zoom, cùng nghe kiến thức và cùng có cơ hội nhận được may mắn phần quà mini game ngày hôm nay cả nhà ha. Cả nhà có đồng ý hỗ trợ mi giúp mi không ạ? Đồng ý thì hãy comment đồng ý lên khung chat và ngay lập tức gửi lên Zoom này đến đồng đội giúp mi đi ạ. À vâng, có rất nhiều anh chị em luôn rằng mi cảm ơn chị Tâm nè. Rồi cảm ơn chị Thùy Trần này, cảm ơn chị Huyền Nguyễn nha. Mọi người nhớ nha, hãy gửi lên Zoom này vào cho đồng đội giúp mi nha. Rồi đầu tiên, à mọi người ơi, bây giờ khi mà chúng ta giữa cái xã hội hiện đại này nè, cuộc sống giữa cái guồng quay cuộc sống, có bao giờ mà mọi người bị cuốn vào công việc mà quên mất cái điều gì đó quan trọng nhất trong cái cuộc sống này hay không? À, có bao giờ mọi người quên mất cái điều gì đó không? Cứ mỗi sáng mở mắt dậy sẽ có một chiếc đồng hồ liên tục đều đặn 24 giờ âm thầm cứ như thế quay về đếm ngược. À, những người rất là công bằng nhưng cũng rất là nguy hiểm ha. Những người mà biết vun vén cuộc sống vẹn toàn á, còn có những một số người thì lại là đặt vào cái ván bài là thành công sự nghiệp đúng không, nên vô tình quên mất đi, quên mất cái gì mà đó chính là sức khỏe. Bận bịu đến mấy nhưng cũng phải đừng có hy sinh sức khỏe của mình mọi người nha, hãy lưu tâm đến sức khỏe của mình. Khi mà cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, à nhịp sống vội, nhịp sống nhanh, thì hầu như mọi người chúng ta đều tập trung vào công việc và quên mất đi, vô tình quên mất đi, quên bạn bè nè, quên người thân nè, quên gia đình nè, à và quên luôn bản thân mình. Và đến những cái phút giây nào đó, đến một thời điểm nào đó, thường thường là đến 40 tuổi đó, sẽ bắt đầu có những cơn bệnh đến ghé hỏi thăm mọi người, như nào là đau dạ dày này, nào là bị trĩ này, nào là đau đầu, mất ngủ này, và thậm chí là ung thư. Rất nguy hiểm, rất đáng sợ đúng không ạ? Và cho tới khi những căn bệnh ghé thăm chúng ta, những cơn đau ghé thăm chúng ta, thì lúc đó mọi người mới mong muốn thoát khỏi tình trạng đó. Nhưng có phải là đã hơi bị chậm đúng không mọi người? Đã muộn lắm rồi đúng không?
Tại sao không bằng phòng bệnh? Tại sao không phòng bệnh ngay từ bây giờ? Đúng không ạ? Nhưng không sao, chúc mừng tất cả các anh chị em đã có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Bởi vì Zoom ngày hôm nay là chương trình sẽ chia sẻ những sản phẩm hữu ích đến sức khỏe nền tảng cho mọi người. Và cũng là một trong chương trình hỗ trợ cho những anh chị em nào đang loay hoay chưa biết lựa chọn sản phẩm chiến lược kinh doanh bùng nổ doanh số ở Robby cả nhà ha. Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Welcome cả nhà đến với chương trình chủ đề ngày hôm nay, mở rộng tệp khách hàng đa dạng các sản phẩm cùng các B2B tiềm năng nha. Mọi người sẵn sàng thì hãy comment SS lên khung chat giúp My đi ạ. Nếu mà sẵn sàng hãy comment SS lên khung chat giúp My đi ạ. Rồi, My đã thấy chị Song Hinh, Bùi Phương, Nguyễn Hội, Nhi Ngọc Hình, Ái Phạm. Vâng, hãy nhớ là luôn luôn tương tác trên Zoom giúp My, luôn luôn giữ nhiệt phòng Zoom giúp My và đừng rời mắt khỏi màn hình, đừng bỏ sót chữ nào của các B2B chia sẻ mọi người nha. Vì đó sẽ là một trong những từ khóa để giúp mọi người giật được mini game vào cuối chương trình ngày hôm nay. Đừng rời Zoom, đừng rời mắt khỏi màn hình. Nhớ nha và hãy gửi link Zoom này cho đồng đội. Ha, hãy chia sẻ cái niềm vui, cái cơ hội ngày hôm nay cho đồng đội mọi người nha. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu ngay vào chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đến một sản phẩm nào đây mọi người? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một dòng sản phẩm lên cỡ Robby dạo gần đây. Đã làm mưa làm gió rất nhiều, với vô cùng những feedback trải nghiệm mà khiến nhiều người phải sửng sốt vì độ hiệu quả và quá ngon. Vì nó quá ngon và hiệu quả, không biết mọi người có đón được sản phẩm này không ạ? Đó chính là đông trùng hạ thảo. Vâng, My nhắc lại, đó là cái tên đông trùng hạ thảo, và My nhấn mạnh là đông trùng hạ thảo. Một trong những dược liệu quý từ xưa đến nay, nghe cái tên thôi là chúng ta cũng có thể mặc định trong tiềm thức là nó bổ ích, nó hiệu ích như thế nào rồi, đúng không ạ? Và hôm nay để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ hội kinh doanh dòng sản phẩm này cũng như các siêu FB nổi bật của sản phẩm ngày hôm nay, thì My xin phép sẽ mời một đại diện của BDB Đông trùng hạ thảo Trung Nhân, đó chính là CEO Thanh Đan sẽ đến chương trình ngày hôm nay và chia sẻ cho chúng ta cả nhà ha. Cả nhà hãy thẻ bông, hãy tim rần rần để welcome chị Thanh Đan đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay đi ạ. Bao nhiêu tim, bao nhiêu rong, Zoom đủ nóng chưa ạ? Khi nào Zoom đủ nóng thì hot mới spotlight chị lên giúp My nha. Bao nhiêu tim bông hoa là hãy chứng minh là mình không có bị liệt icon nào trên bàn tiếp cả nghe nha. Rồi, thấy bông tim quá trời rồi. Ok, chắc là đủ nóng rồi. Nhờ hot spotlight chị đang lên giúp My ha. Ok, em chào chị Đan. Chị là chị Đan, công ty đông trùng hạ thảo Trung Nhân. Xin chào tất cả anh chị em. Rất là cảm ơn cho ekip hôm nay, cảm ơn Mimi, Quỳnh Hồng, Dương Thủy cùng tất cả anh chị em tham dự. Cũng chào luôn hai nhà cung cấp đồng hành với Robby lên chung với đông trùng hạ thảo Trung Nhân ngày hôm nay, đó là bên dược sĩ Vinh và dược sĩ Út. Cũng xin chào hai anh. Thì đông trùng hạ thảo Trung Nhân mới vào kệ Robby, mới tham gia cái chương trình Robby khoảng 3 tháng, ra mắt ngày 29 tháng 6, khoảng 3 tháng thôi. Nhưng mà cái tình cảm giữa Trung Nhân và tất cả anh chị em của đối tác Robby rất là thân thiết, có cảm giác là như đã quen nhau từ lâu và cùng đồng hành với nhau chỉ 3 tháng mà tạo được một cái hiệu ứng rất là tốt. Thì với 20 phút ngày hôm nay, chị sẽ chia sẻ về, giống như là bữa nay mình sẽ nói chuyện với nhau, tìm ra những cái làm cách nào để mình kinh doanh cái mặt hàng này tốt, mà tại sao mình lại chọn đông trùng hạ thảo để mình kinh doanh, nó tốt chỗ nào, nó quý chỗ nào và nó có dễ làm hay không. Nếu như có cái điều khó gì đó thì chị em mình cùng nhau tìm hướng giải quyết. Khi mà có một cái sự đồng hành, một cái sự đồng cảm và quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Thì với cái mục đích đó thì như chúng ta biết rồi, qua 2 năm một cái đại nạn Covid nó ập đến bất ngờ và nó càn quét qua trên toàn thế giới. Thì sau cái cơn đại dịch đó, tất cả mọi người chúng ta đều quay lại để nhìn lại cái gì quý nhất. Quý nhất đó là gì? Sinh mệnh của chúng ta. Cái sinh mệnh là quý nhất. Chúng ta có thể đổi tất cả để có cái sinh mệnh, có cái cuộc sống.
Thứ hai nữa là chúng ta nghe nhiều câu nói rồi, sức khỏe là vàng. Người có sức khỏe thì có ngàn mơ ước, người không có sức khỏe thì chỉ có một điều ước mà thôi, đó là ước mình khỏe. Vậy thì từ ngày hôm nay chúng ta biết cái điều quý nhất là sức khỏe, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta từng học nhiều buổi đào tạo của nhiều nhà cung cấp, kiến thức chúng ta cũng đã tích lũy nhiều và chúng ta cũng rất nhiều sản phẩm. Nhưng mà đối với cái sản phẩm đông trùng hạ thảo là một cái mà ít ai hiểu sâu, ít ai hiểu rõ. Tại sao mà như vậy? Bởi vì khi mà nói chuyện với tất cả những đối tác, anh chị em nhà mình thì ít người biết đó. Chị ơi, đông trùng hạ thảo là gì? Nó là một cái con gì đó phải không? Nó là một cái cây hay là một cái con hay như thế nào? Rồi nó sao em thấy nhiều giá quá, nó không như là mình làm ra một cái tấn lúa thì nó rất là dễ, mình bán một tấn lúa đó nó trên lệch giá với nhau do nó ngon nó dở, một 10 triệu một tấn, 12 triệu một tấn thì nó dễ quá. Nhưng đông trùng hạ thảo nghe nói tới là mình nghĩ cái gì, một cái gì nó quá xa vời với cái tầm tay của mình. Cái đó đúng. Bởi vì cái đông trùng hạ thảo là nó có ở trong tự nhiên thì nó chỉ có ở trên cái dãy núi Himalaya mà thôi. Giá của nó trên 1 tỷ rưỡi 1 kg. Thì chúng ta biết tới nó là tiền tỷ. Liệu mình có mua được hay không? Thứ hai nữa là gì? Đông trùng hạ thảo ngoài thị trường cái giá nó là, gọi cái từ là gì? Thượng vàng hạ cám. Có nghĩa là trên mạng xã hội á, chúng ta bấm cái từ đông trùng hạ thảo thì chúng ta thấy 1 triệu đồng 1 kg đông trùng hạ thảo sấy khô, rồi lại 100 triệu 1 kg, rồi lại 150 triệu 1 kg, rồi lại 200 triệu 1 kg. Chúng ta bối rối hay không? Chúng ta quá bối rối. Thì bản thân chúng ta muốn xài, bản thân chúng ta muốn mua cho cha, cho mẹ, bản thân chúng ta muốn mua cho con mình, cho gia đình mình, muốn báo hiếu nè, rồi muốn chăm sóc sức khỏe. Nghe nói nó sức khỏe thì nó hay quá đi, nhưng mua thì bối rối, không biết mua ở đâu, không biết mua như thế nào. Giờ tôi bỏ ra 30 triệu tôi cũng không tin, mà tôi bỏ 100 triệu tôi cũng không tin, mà tôi bỏ có 1 triệu thì tôi cũng lấy cả ký luôn. Cái điều bối rối của mình đó là một cái điều bối rối của toàn thể người dân Việt Nam mình. Vậy thì cái đông trùng hạ thảo này mình muốn kinh doanh được, mình muốn làm nó giúp cho gia đình mình, thì mình phải làm gì? Cái điều may mắn là chị em mình được duyên lành, anh chị em mình gặp nhau trên hệ thống Robby. Đó là một duyên lành rất lớn. Bởi vì công ty Trung Nhân bước vô cái hệ thống này chỉ 3 tháng mà tình cảm đã gắn bó, đã hiểu nhau rất nhiều. Hiểu nhau nhiều lắm. Hiểu về đông trùng hạ thảo Trung Nhân trồng như thế nào. Hiểu phân biệt được khi chọn cái đông trùng hạ thảo chúng ta phải làm gì. Rồi hiểu được nó quý như thế nào mà người ta bán tới tiền tỷ. Nếu như mà mình không trồng ra được một cái đông trùng hạ thảo tốt thật sự thì sao? Thì không bao giờ chúng ta được một ly đông trùng hạ thảo đâu. Chỉ có những người thật là nhiều tiền mới dám mua nửa ký mà 1 tỷ. Còn như anh chị em mình thì làm sao mua nổi? 1 ký đông trùng hạ thảo mà bây giờ nó bằng một chiếc xe hơi, nó bằng một ngôi nhà nhỏ, nó có thể là một tài sản của một cái gia đình khá giả, mới có nghĩ tới tiền tỷ, đúng không ạ? Thì sau khi mà đủ duyên đến với đông trùng hạ thảo thì công ty Trung Nhân đã tâm huyết đầu tư một cái farm đông trùng hạ thảo rất là chỉnh chu, rất là tâm huyết. Và cái quá trình nghiên cứu này nó đã tốn nhiều công sức và thật nhiều tiền, gọi là đổ sông đổ biển, để đến ngày hôm nay công ty đông trùng hạ thảo Trung Nhân mới trồng thành công cái sợi nấm
mà cái tiêu chí từ ngày đầu tiên mà chồng đã đặt ra hai cái tiêu chí là phải sạch và dược chất phải cao. Trong cái sợi nấm đông trùng á, nó có hai phần, một phần là dưỡng chất, đó là gì? Axit amin, vitamin và khoáng vi lượng. Bên cạnh đó mà cái mà nó lên tiền tỷ là gì? Là dược chất. Mà cái dược chất này là cordyceps. Cái dược chất này chúng ta không thể tìm thấy ở trong bất kỳ thực phẩm nào khác ngoài đông trùng hạ thảo. Bởi vậy cái đông trùng hạ thảo nó đang chiếm một cái vị trí độc tôn. Nếu như chúng ta có cái cordyceps trong cái sợi nấm mà nó cao nữa thì cái giá trị nó nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở cái chỗ dược chất cao và trồng phải sạch. Vậy thì chúng ta muốn kinh doanh đông trùng hạ thảo, chúng ta muốn sử dụng đông trùng hạ thảo, chúng ta phải nghĩ tới hai cái tiêu chí sạch và dược chất cao. Thì công ty Trung Nhân đã thành công và an tâm đưa ra thị trường, đưa đến tay người tiêu dùng một sản phẩm sạch và có dược chất rất là cao. Công ty Trung Nhân dám đứng ra cam kết là không chất bảo quản, không phẩm màu và không chất tăng trưởng. Chỉ có ba cái câu đơn giản vậy thôi mà tập thể công ty đông trùng hạ thảo Trung Nhân gọi là vô cùng vất vả. Thí dụ như không ghi cái dòng là không chất bảo quản thì chúng ta chỉ bỏ một chút chất bảo quản vô thì nó không nắm mốc, nó không lên nè. Đó, làm rất là dễ dàng. Nhưng mà đã ghi không chất bảo quản thì phải thật sự không chất bảo quản và rất là cực khổ khi bảo vệ cái sản phẩm mình nó không hư. Không chất tăng trưởng thì khi để chất tăng trưởng vô thì sao? Nó tăng trưởng rất nhanh, sản lượng rất cao và không hư. Nhưng mình đã để cái chữ không chất tăng trưởng, mình phải bằng cái từ tâm của mình và mình không bao giờ để một cái chất kích thích, chất tăng trưởng nào để cho nó lên tự nhiên, sản lượng sẽ kém. Rồi nó không có được đẹp nữa. Nhưng mà phải chấp nhận điều đó để bảo vệ cái sản phẩm sức khỏe là sản phẩm phải sạch. Nếu sản phẩm bẩn, nó không gọi là sản phẩm sức khỏe nữa. Rồi lại là không phẩm màu. Bởi vì cái ly nước đông trùng hạ thảo nó có cái màu cam quá đẹp. Cái người uống, người ta sẽ băn khoăn đây là màu gì? Nhà nuôi trồng đã cho một cái phẩm màu vô đó hay không? Chỉ ba câu đơn giản cộng với cái câu là sạch và dược chất cao mà cả công ty đã vất vả cực khổ rất nhiều năm trường, hiện tại vẫn là tâm huyết cao lắm mới làm nổi cái sợi nấm đông trùng này để đưa đến tay người tiêu dùng. Vậy thì chúng ta hiểu sơ qua là cái điểm mạnh khi chúng ta kinh doanh một dòng sản phẩm của một nhà cung cấp nào đó là công ty mời tất cả người trước, người sau đến thăm farm để thấy được là cái video clip khi chiếu lên về farm đông trùng hạ thảo Trung Nhân nó sự thật 100%, nó chỉnh chu, nó nghiêm ngặt như thế nào trong quá trình nuôi trồng và trong quá trình sản xuất. Thì cái lý do đó nó làm cho chúng ta có một cái niềm đam mê đồng hành với công ty, một cái sự chọn lựa đúng khi giá thành không còn tiền tỷ nữa, giá thành đã xuống rất rẻ và tất cả anh chị em, tất cả người dân Việt đều có thể mua uống. Với 8 cái công dụng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo mà công ty biết được, khi mình biết không phải là mình chỉ đọc thôi mà mỗi một cái công dụng có những công trình nghiên cứu và lâm sàng cho người dùng thử. Những chương trình đó nó nằm ở Hàn Quốc, nó nằm ở Nhật, nó nằm ở Mỹ. Thí dụ bây giờ một cái là một cái công dụng là tăng cường miễn dịch, thì bên Hàn Quốc có một cái hội sức khỏe và dinh dưỡng, họ sẽ tập hợp một số người dùng đông trùng hạ thảo, mà đông trùng này có dược chất nha, có đúng cái dược chất quý đó, thì họ đo cái hệ miễn dịch của những người này. Sau một thời gian họ cho uống đông trùng hạ thảo và họ kiểm tra lại cái chỉ số miễn dịch, thì họ thấy như thế này: cái độ hoạt động của cái hệ miễn dịch tăng lên,
và nó tăng sinh về chất và về lượng của cái hệ miễn dịch của người đó. Cho nên họ kết luận là gì? Đông trùng hạ thảo tăng cường miễn dịch. Mỗi một cái công dụng đều có những cái nhà nghiên cứu, họ có từ tâm, họ có cái tinh thần giúp đỡ mọi người, cho nên họ làm ra những cái chương trình đó, chương trình uống và nghiên cứu coi là thật sự nó có những cái công dụng này hay không. Ví dụ như là công dụng là ức chế khối u, họ cũng làm. Và công dụng là ổn định đường huyết cho người tiểu đường tiếp 2, họ cũng có những công trình. Rồi cải thiện cái chức năng gan, họ lại có công trình riêng của họ. Thì khi mà trung nhân làm, trung nhân có thể nói là 8 công dụng này nó hỗ trợ như thế, thì công ty cũng đã có nhiều, đọc nhiều tài liệu, nhiều cái nghiên cứu và nhiều cái thử nghiệm. Nhưng mà thử nghiệm ở đâu không bằng thử nghiệm tại Việt Nam mình. Có nghĩa là chính anh chị em trong Rugby, chính những khách hàng của mình, đó là cái minh chứng cho sản phẩm của mình. Thí dụ một người mất ngủ lâu năm, họ đã đi khám bệnh, họ đã có uống thuốc, rồi họ cũng dùng những cái đông dược. Ví dụ họ về họ uống lá bông nem hay là họ uống tim sen rất nhiều, không cải thiện. Nhưng khi gặp tới đông trùng hạ thảo, đúng là sạch, đúng là dược chất cao, họ được cải thiện một cách ngoạn mục. Thì tất cả những cái đó nó gọi là gì? Nó là tập hợp lại những cái kết quả đó. Nó là cái niềm vui, nó là phần thưởng cho cái sự đầu tư của công ty. Thì nói chung là chị rất là mong muốn tất cả chúng ta đã qua những cái gian nan gian khó, và mình còn sống, mình còn thở được khi đại nạn Covid qua rồi, mình hãy cùng nhau nghiên cứu nè, rồi hiểu rõ sản phẩm nè, rồi lan tỏa sản phẩm. Bởi vì khi chúng ta bán được một hộp đông trùng hạ thảo, chúng ta sẽ có một ít tiền, đúng không? Đó là niềm vui, đó là cuộc sống. Chúng ta có một ít tiền chúng ta để chăm sóc con của mình, chúng ta để nuôi sống gia đình mình, chúng ta để sinh sống. Đó là niềm vui, đó là mục đích. Nhưng còn một niềm vui lớn nữa là sự phản hồi của khách của chúng ta, khách hàng của chúng ta. Niềm vui đó nó rất lớn. Nhiều người trong đối tác Rugby đã nói với chị điều đó. Chị ơi, em rất vui khi khách của em được giải quyết những vấn đề mà trước đây nó là không giải quyết được. Ví dụ như mất ngủ nè, rồi mở máu nè, rồi này kia đó, những cái đó là nó đã qua nhiều sản phẩm rồi, đã rất là nhiều năm, ví dụ 5 năm, 7 năm mà bây giờ được giải quyết. Niềm vui đó lớn quá, gọi điện liền về công ty, gọi điện liền về chia sẻ. Thì chị cũng muốn là chúng ta cùng nhau đồng hành cái việc đó và cùng nhau có những niềm vui lớn đó. Cho nên là chúng ta bắt tay vào, thì công ty sắp tới có những cái gì để hỗ trợ cho anh em chúng ta là thuận lợi để mà có thể triển khai cái dòng sản phẩm này. Có nghĩa là sắp tới công ty sẽ có một cái chuỗi đào tạo. Cái buổi thứ nhất là gì? Chúng ta phải hiểu đúng để chọn đúng về đông trùng hạ thảo. Nếu chúng ta kinh doanh mà chúng ta không hiểu đúng cái bản chất của đông trùng hạ thảo, chúng ta không kinh doanh được. Rồi 8 buổi tiếp theo sẽ đào sâu cho chúng ta là 8 công dụng của đông trùng hạ thảo. Khi chúng ta qua 9 buổi đào tạo này, chúng ta sẽ được công ty xác nhận cho một cái chứng chỉ là đã qua học qua 9 buổi của công ty tổ chức. Để chi? Chúng ta gặp bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng có thể là đông trùng hạ thảo này giải quyết được vấn đề này, giải quyết vấn đề kia, sử dụng cho ai cái nào tốt nhất, bệnh nào tốt nhất. Rồi như thế nào, thì qua một cái chuỗi đào tạo này, chúng ta tự tin. Chúng ta khi gặp bất kỳ cái trường hợp nào, chúng ta có thể giới thiệu, chúng ta có thể tư vấn. Cái nào tư vấn không có chưa kỹ thì hỏi lại công ty, công ty sẽ trợ giúp chúng ta tư vấn. Bởi vì đất nước chúng ta không có cái dịch vụ tư vấn bác sĩ gia đình.
ở nước ngoài họ có, dân mình chưa có. Vậy thì với cái sự kinh doanh này, chúng ta chịu khó học để chúng ta tư vấn về sức khỏe, những cái thông thường trong cuộc sống, khi bệnh phải đến bác sĩ, khi bệnh phải đến bệnh viện. Nhưng những cái thông thường chúng ta có được, chúng ta phục vụ, chúng ta chăm sóc gia đình mình và chúng ta tư vấn cho khách hàng của mình một cách chính xác. Bởi vậy mình không được nói sai, mình đã tư vấn, mình phải tư vấn đúng. Thì nói chung là sắp tới công ty có những chương trình như vậy, rồi cũng là hỗ trợ các anh chị em mình cái group tư vấn. Chúng ta hãy mời các bạn của mình cùng tham gia cái group tư vấn. Chúng ta có thể hỏi bất kỳ câu hỏi gì liên quan tới sản phẩm, liên quan tới cách sử dụng, thì công ty sẽ đáp ứng cái việc đó. Đó là gì? Đó là công cụ để chúng ta kinh doanh, đó là công cụ để chúng ta lan tỏa. Thì thời gian nó đã hết. Cũng muốn kể một vài cái câu chuyện rất rất là vui trong ngày hôm qua công ty nhận được, nhưng mà do là cái thời lượng có hạn, hẹn gặp lại tất cả anh chị em mình trên những buổi Zoom tiếp theo, nó thời gian nhiều hơn, chúng ta tâm sự nhiều hơn, chúng ta trao đổi nhiều hơn để cùng nhau đưa ra những cái plan, những cái mục tiêu, những cái mục đích trong cái cuộc sống của mình, để làm cho mọi người đều khỏe, mọi người đều chất lượng cuộc sống được nâng cao. Đó là mục đích cuối cùng của công ty, cũng là mục đích của tất cả anh chị em chúng ta. Xin cảm ơn tất cả đã chịu khó lắng nghe cái sự chia sẻ của Trung Nhân. Xin các một lần nữa xin chào tất cả mọi người, chúc chúng ta một buổi tối rất là an vui, rất là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Vâng, cảm ơn chị Hồng Đen rất là nhiều ạ. Cả nhà đã kịp lắng nghe những chia sẻ của chị về cái dòng sản phẩm cũng như cái USP của Đông Trùng Hạ Thảo chưa ạ? Anh chị em nhớ là đừng bỏ sót từ ngữ nào nha. Mọi người đừng quên là cuối chương trình sẽ có mini game và đặc biệt có cả khuyến mại hấp dẫn của BDB Trung Nhân nữa. Nhưng bí mật thì sẽ được bật mí vào cuối chương trình. Vì vậy cơ hội cũng như là may mắn sẽ rơi vào tay anh chị nào, để hãy để cuối chương trình mình sẽ biết mọi người nha. Và không quên nhắc lại đó là gì? Những cái USB sản phẩm không chất bảo quản, không phẩm màu, không chất tăng trưởng, sạch và dược chất cao. Mọi người nhớ nốt vào sổ ngay và luôn. Biết đâu nó sẽ là chìa khóa giúp mọi người giật quà vào chương trình cuối ngày hôm nay mọi người ha. Vâng, cảm ơn chị Thanh Đan rất là nhiều. Cả mọi người hãy thẻ tim, thẻ bông lên để mà cảm ơn chị Đan đi ạ. Mọi người hãy thẻ tim, thẻ bông lên cảm ơn chị Đan đi ạ. Và mọi người ơi, đừng quên giúp My, đừng quên giúp My. Ở phòng Zoom hiện tại My đã thấy là sắp full 200 anh chị em rồi. Mọi người hãy tiếp tục gửi link Zoom này cho đồng đội để mình nâng tỷ số lên x2 lên mọi người nha. Mọi người có đồng ý hỗ trợ giúp My ạ? Hãy chia sẻ nguồn năng lượng này đến vũ trụ, đến tất cả các đồng đội của mình cả nhà ha. Và tiếp theo nối tiếp chương trình sẽ là BDB nào đây? Mọi người hãy thử đón xem theo phần gợi ý của My mọi người nha. Một BDB khi nhắc đến hệ tiêu hóa là chúng ta sẽ nhớ đến BDB này. Không biết là cả nhà có biết BDB nào không ạ? Nhắc đến hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, khi chúng ta sở hữu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Có phải là sức đề kháng của chúng ta tăng cao, giúp chúng ta phòng ngừa bệnh tật và giúp chúng ta nâng cao tuổi thọ lên đúng không ạ? Nhắc đến hệ tiêu hóa sẽ nhớ ngay đến BDB nào đây ạ? Vâng, anh Khang này, anh Khang đã thấy anh Khang comment đó, đúng rồi, đó là chính là Oriframate mọi người nha. Vâng, trước khi mà tìm hiểu về những cái USP cũng như cơ hội kinh doanh với các dòng sản phẩm của Oriframate thì My xin phép mời một mentor, một sao, một mẹ bỉm sữa chính hiệu, một fan cứng nhắc của các dòng sản phẩm của Oriframate sẽ lên chia sẻ những trải nghiệm thực tế nhất về hiệu quả của dòng sản phẩm này. Mọi người hãy thẻ bông, thẻ tim để cùng welcome mentor một sao Hân Nguyễn cả nhà ha. Mọi người hãy thẻ bông, thẻ tim welcome một mentor một sao Hân Nguyễn giúp My ha. Mentor một sao sẽ chia sẻ hiệu quả của sản phẩm mà qua những trải nghiệm thực tế cả hai mẹ con cả nhà nha. Rồi xin phép chào Hân nè. Rồi được chưa Hân? Rồi em chào cả nhà mình ạ. Thì ngày hôm nay rất là vui được gặp gỡ các anh chị mình trong phòng Zoom ngày hôm nay, rất là đông 200 anh chị. Thì em xin phép là có một phần chia sẻ nhỏ để đại diện nhãn hàng Oriframate. Thì cái cơ duyên mà em bắt đầu kinh doanh dòng sản phẩm này đó là do em sinh bé mọi người. Em đang làm mẹ bỉm thì bé của em khi mà sinh ra do phương pháp sinh mổ cho nên là hệ tiêu hóa nó không ổn định. Trong suốt 3 tháng đầu là nó bị tiêu chảy. Đó cho nên là lúc đó là em có order cái hộp kit lắc này về.
và em dùng cho bé thì hiệu quả nó rất là ok luôn mọi người. Mặc dù trước đó là em đã dùng rất là nhiều loại men, khi mà em đến bác sĩ em khám cho bé rồi em có đi đến cả bệnh viện Nhi Đồng để em thăm khám về cái vấn đề đường ruột của bé, tuy nhiên là nó cứ tái đi tái lại. Nhưng mà đến khi mà sử dụng đến cái kit lắc này nè thì nó lại ok mọi người. Tại vì những cái loại men khác không biết là do nó ngẫu nhiên hay sao, khi mà dùng vào á cải thiện được tiêu chảy thì nó lại đi đến tình trạng là táo bón, cái lại phải bơm cho bé rất là tội nghiệp. Nhưng mà khi mà đến với cái kit lắc này thì cái tiêu hóa bé rất là ổn định, mỗi ngày chỉ đi đúng một lần, khi bé thức dậy là nó đã đi đó. Thì bắt đầu lúc đó mình mới bắt đầu mình chia sẻ hình ảnh của con mình, rồi mình chia sẻ đến các mẹ khác để bắt đầu kinh doanh dòng sản phẩm đầu tiên đó là kit lắc. Sau đó thì mình cũng biết được ở Audifarmed là có các dòng sản phẩm khác, ví dụ là Biolux, lắc liên con này. Tuy nhiên là cái thời điểm đó là Hân đánh rất là mạnh về cái kit lắc. Và sau khi mà bây giờ bé của Hân nó là đã lớn rồi và nó cũng đi trẻ rồi, cho nên là Hân ít khi mà trong nó cái việc mà quay video chụp hình với bé nó cũng rất là khó. Bắt đầu là Hân bây giờ Hân tập trung Hân tiếp cận qua hai cái dòng sản phẩm là Biolux và lắc liên con. Đặc biệt là cái sản phẩm lắc liên con này thì nó có thể kết hợp được rất nhiều liệu trình ở trên kệ doppy của mình luôn. Em có thể là em dùng hai cái sản phẩm này thôi nhưng mà em tiếp cận được rất nhiều tiệp khách hàng mọi người. Ví dụ bây giờ là em bán những cái sản phẩm về chăm sóc da thì em bán rất là được về cái sản phẩm là collagen bicin của Nhật đó. Rồi những tiệp khách hàng là bị nám là em hay tiếp cận được khách hàng này. Rồi những tiệp khách hàng là bị mụn này kia thì lúc đó em có hỏi thêm, gợi ý thêm người ta, bạn có gặp phải tình trạng táo bón hay kia không? Nếu mà bạn đang gặp phải tình trạng đó thì có thể là đường ruột của bạn đang tích trữ rất là nhiều độc, thì bạn nên làm cho nó thông thoáng, nên làm cho nó đừng có táo bón nữa chẳng hạn đó. Em bắt đầu tâm sự khách hàng rồi em có thể là chia sẻ thêm cái lắc liên gon và cái bao đồ lắc này để người ta cải thiện đường ruột, tại vì cái việc mà mụn hay gì đó nó liên quan đến rất là nhiều cái. Rồi gần đây nữa là em đã bắt đầu xây dựng thêm một cái mới, đó là giảm cân. Thì khách hàng của em là trộm vía ba khách hàng đầu tiên trong một tháng vừa qua em đang xây dựng, thì có ba khách hàng đầu tiên thì khách hàng cải thiện cái vòng eo rất là ok luôn mọi người. Có một chị là hơi cân nặng hơi là quá lố, là khoảng 80 cân. Khi mà chị dùng ba hộp lắc liên con này theo đúng liệu trình bên anh Vinh có cái giảm cân 21 ngày mọi người, thì bây giờ vòng eo của bạn đã giảm 16 cm. Sáng nay bạn mới nhắn cho em, đó là một điều hết sức ngoài sự tưởng tượng của em cảm thấy cái sản phẩm này nó rất là ok theo đúng liệu trình bên anh Vinh. Rồi cũng có một người bạn nữa dùng một tuần thì được giảm 1 kg. Đó là gần đây em tiếp cận bằng cái con đường giảm cân rất là hiệu quả luôn mọi người. Rồi ngoài ra là ví dụ như là chăm sóc vùng kính nè, thì mình có thể kết hợp với là Bigina để vừa chăm sóc hệ vi sinh vật, vừa rửa từ bên ngoài và mình có thể kết hợp thêm men ở bên trong. Rồi ngoài ra là mình sẽ có các liệu trình ví dụ như trẻ còi cọc biến ăn, em vẫn còn duy trì cái men dành cho bé, tuy nhiên là em sẽ đi tiếp cận đến cái việc là không phải hệ tiêu hóa ổn định nữa mà đi đến cái còi cọc biến ăn, thì mình có thể là kết hợp với Netgo. Cái Netgo với cái kit lắc này nè mọi người, nó vừa cải thiện ngay từ gốc cho bé luôn, và cái Netgo nó lại hỗ trợ về cái dinh dưỡng, cái này thì cải thiện ngay từ gốc, giúp bé phục hồi đường ruột là tự nhiên đó. Thì khi mà kết hợp được thì khách hàng lại cảm thấy là rất là hiệu quả và rất là tin tưởng cái bộ sản phẩm như vậy. Rồi có thêm một cái nữa gần đây mới lên kệ, đó là cái Remodel bé này, là những chủng men mà kết hợp thêm với lại là vitamin D3. D3 là một cái chất dẫn để giúp cho nuôi dưỡng xương của trẻ, để giúp góp phần cho cái việc tăng chiều cao của trẻ. Thì em cũng có kết hợp cái này trong cái những cái liệu trình kích lắc và Remodel bé với cả sữa Dr. Nutri. Thì em thấy dòng sản phẩm bên mình nó đa dạng, rất là đa dạng mọi người, mình có thể tiếp cận được rất nhiều sản phẩm khác. Khi mình chọn dòng sản phẩm này làm phiểu thì mình sẽ có thể là bán được rất nhiều sản phẩm khác được. Đó là cái lợi thế mà em quyết định là em sẽ chọn Audifarmed để em đi kinh doanh. Và khi em xây thì nó cũng ra cái hiệu quả rất là ok luôn mọi người. Tại vì khách hàng sử dụng có kết quả thì mình sẽ được giới thiệu thêm rất nhiều khách hàng nữa nè. Rồi mình sẽ mở rộng được khách hàng rất là ok. Đó là một xíu cái chia sẻ của em. Cảm ơn các anh chị mình đã lắng nghe. Cảm ơn ban tổ chức và BDB Audifarmed đã tạo điều kiện cho em được gặp gỡ và giao lưu với mọi người ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là thực tế của mentor một sao Hân Nguyễn ha. Kẻ nha hải thể bông thể tim gửi lời cảm ơn giúp Vi ạ. Một sự trải nghiệm thực tế nhất, chân thật nhất để mọi người có một cái hình dung khách quan nhất để về cái dòng sản phẩm của Orifarmed. Và có thể với những anh chị chưa trải nghiệm thì có cơ hội lên đơn ngay và trải nghiệm. Nhưng không, bởi vì đến cuối chương trình sẽ có những bậc mí về khuyến mãi siêu sốc của tất cả các BDB ngày hôm nay. Nên mọi người hãy đợi đến chương trình khuyến mãi mới bậc mí và lên đơn ngay lên mọi người nha.
Rồi, ok, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ gặp ai đi ạ? Gặp gặp người cha đẻ của Orifarmed mọi người. Đó chính là CEO Dược sĩ Vinh mọi người ha. Chúng ta sẽ biết được những cái USP của dòng sản phẩm Orifarmed cũng như là cơ hội kinh doanh với dòng sản phẩm tiềm năng này. Thì chúng ta hãy cùng welcome chào đón anh Vinh mọi người ha. Mọi người hãy thẻ bông, thẻ tim rằng rằng để chúng ta gặp sự xuất hiện của anh Vinh cả nhà ơi. Bao nhiêu anh chị, bao nhiêu tim, bao nhiêu bông, bao nhiêu fan cứng, fan mềm và fan mới của Orifarmed đâu ạ? Hãy thẻ bông, thẻ tim lên kệ đi ạ. My đã thấy rất là nhiều rồi. Ok, rồi xin hết spotlight dược sĩ Vinh lên giúp My ạ. Không biết là My không thấy dược sĩ Vinh à. Nếu dược sĩ Vinh giơ tay lên giúp My ạ. My sẽ spotlight lên ạ. Rồi, đâu rồi ta? Ok. Vinh xin cảm ơn tất cả các anh chị em, 215 anh chị em trong buổi Zoom hôm nay. Thật sự là Vinh thấy một buổi Zoom hôm nay rất là nóng các bạn. Và các bạn hãy cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của Hân vừa rồi. Thì Vinh đã lắng nghe rồi. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ cảm ơn tất cả các nhà GDP đồng hành hôm nay. Rồi chúng ta cũng cảm ơn toàn bộ ekip và ban tổ chức, đặc biệt là các mentor của Rugby nhà mình. Rồi, thì Vinh có lẽ là Vinh sẽ bắt đầu ngay để cho nó nhanh và gọn. Vinh sẽ bắt đầu ngay với cái slide. Vinh sẽ chia sẻ đến các bạn tại sao sản phẩm này nó tốt như vậy và tại sao chúng ta có thể dùng nó để chúng ta phát triển, mở rộng cái kinh doanh với một tiềm năng vô hạn. Rồi, Vinh sẽ bắt đầu share slide cho các bạn. Ok, đây. Đây, như các bạn thể nó sẽ thấy bên để câu đầu tiên ở slide này là cái câu chuyện trên thế giới và Việt Nam cho cái thị trường tiềm năng probiotic. Thì các bạn biết cái tiềm năng của probiotic đó, là các bạn hình dung đó, là trên thế giới này nhiều tỷ đô la. Và ở Việt Nam mình nếu tính trong tất cả các cái sản phẩm mà có chứa lợi khuẩn thì bây giờ chúng ta đang sử dụng đó, nếu kể cả thực phẩm đó, là nó gần 1 tỷ đô la. Đây là một thị trường vô cùng rộng lớn và chúng ta đang sở hữu sản phẩm probiotic bao kép, một trong những sản phẩm mà trên thế giới họ đã thừa nhận là sản phẩm hàng đầu về chất lượng, về công nghệ, về vi sinh. Đó, thì đây là cái cơ hội chúng ta bùng nổ doanh số. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn để các bạn có cái cơ hội để chúng ta bắt đầu với cái sản phẩm này, cũng như những ai đã từng biết và biết được cái kết quả sản phẩm này tốt như thế nào thì chúng ta có cái cơ hội bên sẽ bùng nổ hết mức để tạo ra những cái kết nối và những cái live sale cho các bạn. Thì đây là bên muốn chia sẻ đến như vậy. Thế thì khi nói về sản phẩm này thì như trên hình các bạn sẽ nhìn thấy là cái nhà máy trên này có cái nhãn là chữ Duolac và công ty này là công ty Sempertac. Họ là ai? Thì cái điều đầu tiên bạn nhớ rằng họ là người đứng hàng đầu trong lĩnh vực probiotic trên thế giới về công nghệ. Và nó đã chứng minh là gì? Ở tại Hàn Quốc họ đã trở nên số 1 về doanh thu. Tức là họ sẽ cộng lại các nhà xuất khẩu khác. Thì họ đã chiếm gần 50% trên tổng số xuất khẩu này. Mà các bạn cũng biết rồi, Hàn Quốc là một cái vương quốc. Nó đang phát triển về kỹ nghệ, về đặc biệt là công nghệ vi sinh. Mà nó đã trở nên vượt qua các cái quốc gia châu Âu về công nghệ vi sinh đó các bạn. Đó, điều tuyệt vời như vậy. Thì đây là công ty hàng đầu về công nghệ vi sinh. Đặc biệt là cái mà chúng ta đang nói ở đây là công nghệ bao kép thế hệ thứ tư. Đây là cái bằng sáng chế và đăng ký bản quyền trên toàn cầu. Thì lát nữa mình sẽ nói rõ về cái bằng sáng chế này là về cái công nghệ này là gì. Rồi toàn bộ những cái việc mà Sempertac làm mà nó được minh chứng trên thế giới là gì? Là ví dụ như là hàng trăm bài báo trên những cái tạp chí lớn nhất trên thế giới và được thừa nhận trong ngành sức khỏe, y tế, vân vân, đã khá như vậy. Thì điều này nó chứng tỏ, nó khẳng định. Và một thực phẩm mà lại nghiên cứu lâm sàng, các bạn thấy 26 bài báo về nghiên cứu lâm sàng, rồi kể cả giải trình tự gen. Thì đây là tất cả những cái điều này rất hiếm nhà sản xuất làm được. Đó, thì trong điều đầu tiên chúng ta biết đến Sempertac là như vậy. Điểm thứ hai là Sempertac đã làm như vậy với một cái chính sách một cửa là gì? Là trên toàn cầu và từ trong nhà máy cho đến ra sản phẩm, họ làm trên một cái dây chuyền mà kiểm soát toàn bộ. Có nghĩa là gì? Từ sản xuất, từ vi sinh, nghiên cứu cho đến tất cả mọi thứ,
từ nguyên liệu cho đến tạo ra sản phẩm là họ làm đấy các bạn. Đây là một giải pháp một cửa, cho nên chúng ta đang sở hữu một cái sản phẩm mà nó đồng nhất chất lượng trên toàn cầu, và chúng ta mới có được, nhờ vậy chúng ta mới có được một sản phẩm nó tốt như vậy mà giá thành hợp lý như vậy, chúng ta có thể sử dụng được ở Việt Nam. Nhiều khi chúng ta cũng phải có cái cân nhắc ở Việt Nam, ví dụ như về thu nhập chúng ta đâu có quá cao, nhưng mà chúng ta vẫn xài cái sản phẩm này được. Đó là cái điều mà rất là quý đó các bạn. Đó. Thì điều kỳ diệu của sản phẩm này, bên đó là cái câu chuyện của họ là gì? Các bạn biết không? Ở Hàn Quốc hiện tại là chiều cao bình quân của người dân Hàn Quốc là 1m74,9cm. Bộ gen của họ ngày xưa cũng giống mình, cũng giống như vậy, người Nhật cũng giống như vậy, thậm chí là người Nhật gọi là gen luôn. Nhưng bây giờ họ đã cao hơn Việt Nam. Cho nên mình muốn rằng ở Việt Nam mình á, thì đã, ít nhất là trong cộng đồng của chúng ta đó, hãy chia sẻ để làm sao cho chúng ta tốt nhất trong cái sức khỏe nền tảng. Thì đây chính là cái cơ hội mà con cháu chúng ta có được cái chiều cao tối ưu trong tương lai. Thì đây là một vài cái ý mình muốn chia sẻ các bạn như vậy. Đó rồi, cái điểm đó, họ đã đi trên khắp thế giới và họ xâm gọi là đóng đô ở đâu? Ở Đan Mạch, ở Pháp. Tức là một cái công ty ở Hàn Quốc đóng đô ở đây, nơi Vương quốc Hy Sinh và nơi về dược phẩm, nơi về về tiến bộ khoa học. Thì nó điều đó nó khẳng định được cái vai trò, cái vị trí của họ. Đấy, như vậy đó. Còn ở trên thế họ đã đi khắp và họ đã làm những cái việc giống như chúng ta đang làm, là cải thiện sức khỏe đường ruột, là cái gốc cho mọi người trên khắp thế giới. Những nơi nào mà đã đến và những nơi nào chúng ta làm được là đã giúp được như vậy. Ví dụ đây là những cái buổi mà các nhà khoa học và xem các có những cái buổi mà trao đổi về khoa học, ví dụ như vậy, với cái lượng người như vậy đó các bạn. Còn ở Việt Nam mình đang tập trung vào rugby, cũng như trong hệ thống y tế Việt Nam và các hệ thống khác, để chúng ta chia sẻ để tạo ra một cái nền tảng để đóng góp cho cái sức khỏe mọi người. Thì đó là như vậy. Vinh đã làm những việc này, thật sự Vinh có những cái duyên nhất định. Tại vì sao? Vinh đã từng và đang làm việc với vị giáo sư trong ngành trong y tế là ông Barry Maxwell, đoạt giải Nobel. Và cái ông thứ hai mình để hình ở đây á, là cái ông mà tạo ra nghiên cứu về cái vi sinh này, là ông này là ông chủ của Senbatac đó. Còn ông Maxwell là ông chủ của xét nghiệm dạ dày qua hơi thở mà Vinh đang làm. Đó là như vậy. Thế thì ở đây các bạn nhớ cái điều thứ ba là công nghệ làm họ nổi tiếng chính là công nghệ bao kép, hiệu quả sống sót qua dạ dày gấp ít nhất 100 lần so với những sản phẩm không bao khác. Tại sao lại 100 lần? Lát nữa Vinh sẽ giải thích cho các bạn. Đó, đây là cái điều tuyệt vời. Và các bạn nhớ cái chữ, cái từ khóa là Do You Like. Và ở Việt Nam mình đăng ký độc quyền với cái vòng tròn đó các bạn. Đăng ký làm việc với nhà máy là nhận diện cái vòng tròn này. Các bạn hãy thấy trên cái hộp, bất kỳ cái hộp nào có cái vòng tròn này, thì đó là sản phẩm của Senbatac. Thì rõ ràng trên thị trường các bạn sẽ phát hiện ra không có nhiều, ngoại trừ những cái sản phẩm của Oriflame đang làm. Đó. Thì đây là những điều tuyệt vời đó các bạn. Thế thì chúng ta có được một cái thị trường tỷ đô cho những sản phẩm ví dụ như Ua, rồi các cái thực phẩm chức năng khác liên quan lợi khuẩn rất là nhiều loại. Nhưng trong tương lai, mình nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu đâu là cái tốt nhất cho chúng ta. Thì ở đây nó đã trải qua bao nhiêu thế hệ rồi, nhưng không phải tất cả mọi cái đều tốt như nhau. Đó là như vậy đó các bạn. Tức là chúng ta đã trải qua là thế hệ bình thường, là thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hiện tại là chúng ta đang sở hữu với công nghệ cao nhất trong thế hệ này. Đó. Thì Vinh sẽ có vài phút, Vinh sẽ nói chuyện cho các bạn, mô tả cho cái công nghệ này nó vào ruột như thế nào. Khi sử dụng sản phẩm này thì có phải là chúng ta đưa vào dạ dày, gặp pH dạ dày 2-4 thì toàn bộ vi sinh trong thức ăn cũng như khi chúng ta đưa vào ở đây là sẽ bị tiêu diệt. Ở đây là cái cơ chế hoàn hảo của sự bảo vệ chống nhiễm khuẩn tự nhiên. Đó. Nhưng với sản phẩm này khi vào ruột là nó sẽ co cụm và nó đông gón, bởi vì nó đông gón trong pH 2-4. Đây là một cơ chế độc đáo, cho nên nó bảo vệ vi khuẩn được. Rồi khi vào đến ruột non thì vi khuẩn này nó tan trong pH từ 6.5 trở lên, cho nên nó sẽ phóng thích hoàn toàn và vi khuẩn ở trạng thái tự do. Khi ở trạng thái tự do, vi khuẩn sẽ
nhân đôi sinh sản và bám dày đặc bề mặt thì mới tác dụng. Cho nên tại sao lâu nay mình chúng ta xài những sản phẩm khác nó không có được hiệu quả nhanh như vậy, và cái hiệu quả này tính bằng giờ đó các bạn. Đấy, thì ở đây màu xanh là những con vi khuẩn trú đóng ở ruột non. À, lát nữa bên sẽ giới tại sao phải có vi khuẩn ruột non, tại sao có vi khuẩn ruột già. Thì những màu đỏ là vi khuẩn ruột già. Những con vi khuẩn ruột già nó cũng tương tự như vậy, sẽ làm nhiệm vụ của nó để nó giúp cho cái vai trò của sức khỏe đường ruột chúng ta. Đây là điều tuyệt vời của sản phẩm đó. Thì công nghệ này nó khắc phục nhược điểm của thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và nó đã tạo ra cái kết quả là gấp ít nhất 100 lần so với sản phẩm công bào. Và nó được cái việc mà tối ưu nữa là vi khuẩn cầu ruột sẽ phóng thích hoàn toàn và trở nên tự do và sẽ phát triển rất mạnh đó. Thì đây là cái điều tuyệt vời của sản phẩm như vậy. Thì đây là cái điều chúng ta nhớ nữa đó, toàn bộ những chủng Cevitec đã phân lập, và họ đã phân lập từ người và chính những vi khuẩn trú đóng ở trong ruột người mình. Đây là điều tuyệt vời. Thì khi đó nó bảo vệ đường ruột mình, nó giúp đúng đích thực là vi khuẩn nội sinh của đường ruột mình, thì nó mới đóng góp một cái vai trò, cũng như cái vai trò của nó đóng góp từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi. Đó là như vậy, rất quan trọng. Và cái vai trò này nó còn quan trọng điều hòa cái chức năng trục não ruột. À, các bạn thấy dân gian mình hay nói là câu là ăn không ngon thì ngủ không yên. Đó là như vậy đó các bạn, ví dụ như vậy. Rồi điều thứ năm là công thức và tất cả những phôi trùng này được nghiên cứu và chứng minh hết toàn bộ. Đó là như vậy, cho nên nó tạo ra những cái sản phẩm hiệu quả. Thế thì mình nói nhanh một chút là ở Việt Nam mình sẽ đưa ra cái bộ sản phẩm để chúng ta chăm sóc sức khỏe hàng ngày, và giải pháp chăm sóc sức khỏe đặc biệt như Hân chia sẻ lúc nãy, thì ở đây nó có cái sự tính toán trong công thức, và bên sẽ có những cái buổi để chia sẻ cho các bạn sâu về từng sản phẩm. Đó, nhưng mà trong đây có một sản phẩm mình lưu ý, mình sẽ nói nhanh một chút xíu về cái sản phẩm này ở cái trong cái buổi hôm nay. Đây là một trong những công thức nghiên cứu đăng ký bản quyền cho chức năng tăng hấp thu và tăng trưởng, bởi vì nó đã tối ưu hóa cái hệ tiêu hóa ngay từ lúc sinh ra cho đến 24 tháng đầu đời. Để làm gì? Để cho một cái đường ruột tốt nhất là nền tảng của tương lai. Thì khi có được điều này thì nhà sản xuất mới đăng ký và chứng minh được là tại sao nó lại giúp cho tối ưu hóa hấp thu và tăng trưởng. Thì đây, cái điều này nó cũng đồng nghĩa, đặc biệt là phối hợp với vitamin D3 trong này nữa, thì nó sẽ đồng nghĩa với gì? Với tối ưu hóa tăng trưởng của một đứa trẻ. Tại sao bên muốn nhắc cái điều này? Khi bên nói đến Hàn Quốc, họ cao chiều cao bình quân là 1m74,9cm. Đó là cái điều đáng nói của sản phẩm này. Nếu chúng ta chăm sóc được trẻ ngay từ đầu đời thì chúng ta có được một cái tối ưu hóa trong tương lai về sự phát triển, trong đó đặc biệt là chiều cao. Đó là như vậy. Hay là thiết lắc là công thức đặc biệt để làm gì? Để giúp nó hoàn hảo hơn nữa, để chống lại những cái vấn đề của trẻ có thể xảy ra ngay từ đầu đời, từ 0 đến 36 tháng, là tiêu chảy, táo bón, viêm ruột, vân vân, rất nhiều chuyện các bạn có thể dễ gặp. Và cái việc dùng của nó cũng cực kỳ đơn giản, tức là cái gói này nó ngon rồi, có thể là dùng pha vào trời cho trẻ, rồi tất cả mọi cách để dùng rất là thuận tiện đó các bạn. Đó là, đây cũng là một cái cách để chúng ta tăng cường cái hiệu quả dinh dưỡng cho trẻ. Bên cạnh cái việc bổ sung trong công thức này, chính những lợi khuẩn này nó tăng cường sản xuất vitamin và những cái chất enzyme trong hệ tiêu hóa chúng ta. Đó như vậy, cho nên cái sự phối hợp của Kitlac và Rimerobe nó như là một cái cách kết hợp để hoàn hảo cho trẻ trong 3 năm đầu đời. Đó, đó là như vậy đấy, để chúng ta tránh tất cả những cái bệnh. Rồi Lactingol thì đây là một công thức dành cho đối tượng trẻ lớn hơn và người lớn, để chúng ta bảo vệ đường ruột. À, thì sức khỏe đường ruột là nền tảng, mà trong lý do anh có những điểm đặc biệt nữa ngoài cái bảo vệ đường ruột á, thì ví dụ như là ngăn ngừa bệnh, vì tăng miễn dịch, vì tăng thải độc, và nó điều hòa các cái chức năng của ruột, rồi nó tăng cường chuyển hóa dinh dưỡng. À, ví dụ như trường hợp các bạn thân đã ứng dụng cái ứng dụng rất là hay ở chỗ là ví dụ như điều hòa miễn dịch, tăng thải độc, thì ứng dụng trong giảm cân mà nó đã chứng minh hiệu quả cực kỳ. Nó sẽ làm giảm cholesterol, nó làm điều hòa đường huyết, vân vân, đại khái. Hay là BioRelax cho công thức cho chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Đó, rồi công ty sẽ hỗ trợ về tư vấn về tất cả mọi điều. Đó, thì đây mình sẽ nói cho nhanh với các bạn như vậy. Rồi đó là giải pháp từ tất cả mọi cái. Rồi ở đây là toàn bộ những vấn đề này thì sẽ được có những cái buổi đào tạo trên chuyên môn. Rồi,
Nhưng hôm nay bên sẽ chia sẻ đến các bạn một phút 30 giây nữa về một cái chương trình rất đặc biệt, là cái chương trình mà để cho các bạn có cơ hội tiếp cận và thực hành. Tức là cái combo, là tại sao lại combo một BioLux, một lá cây gold tặng một lá Latin gold, là đây là một cái combo mà Vinh đã trải qua nghiệm thực tế và Vinh đã chứng minh cùng với các bạn đấy, để tạo ra, để làm sao để giúp cho mọi người có thể vượt qua kể cả những cái bệnh mãn tính về đường ruột, hay là cái combo primer rồi bé và cái lắc, đây một combo hoàn hảo cho mẹ và bé để mà muốn để mà bảo vệ sức khỏe đường ruột trong 3 năm đầu đời. Thế thì ở đây lại thêm tặng là BioLux, thì một khi người mẹ chăm con thì luôn luôn cần quan tâm đến sức khỏe người mẹ, và đặc biệt là mẹ mang thai, mang bầu hay cho con bú cần cái lợi khuẩn rất là nhiều, và đây là cái điều mình muốn chia sẻ đến các bạn đó. Thì có lẽ là như vậy hôm nay. Còn trong cái việc tư vấn ở đây, công ty có rất nhiều cái phác đồ và nhiều cái liệu trình để tư vấn, thì tất cả các những cái này các bạn hãy tham gia vào các cái group Gabo hay là tham gia vào các cái buổi trend của công ty để có được cái những cái chia sẻ từ chính Vinh hoặc là từ chính đồng đội của các bạn đó. Thì đây là những cái điều Vinh muốn nói hôm nay, và tất cả những cái này đây là nó đã chuẩn hóa thành liệu trình và tất cả được chia sẻ trong các cái thông tin, và các bạn có thể tham gia vào đó. Đó thì bên hôm nay thì bên tranh thủ bên nói chuyện như vậy thì có lẽ là thời gian cũng không cho phép nói được nhiều, nhưng mà ở đây ví dụ như trong giảm cân, đây là những cái bằng chứng vừa rồi làm các bạn thấy hôm nãy chia sẻ là 16 cm, ở đây trong 21 ngày giảm 22 cm, trong ngày có những cái slide như vậy đó các bạn. Thì đây là những cái mà nó thành chuẩn của những cái liệu trình và có thể chúng ta áp dụng, hay là điều trị bệnh viêm đại tràng, hay là táo bón, hay là vân vân, đại khái kém hấp thu, vân vân, đại khái như vậy. Rồi có lẽ là bên cũng muốn kết thúc ở đây, và bên cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, và bên hy vọng rằng những gì bên chia sẻ đó thì sẽ giúp cho các bạn, đặc biệt các bạn tiếp cận để làm sao chứng minh được chất lượng với khách hàng. Đặc biệt là cái bộ bên đưa ra là cái bộ gọi là khuyến mãi đó, thực sự có ý định để cho các bạn có được một cái hoàn hảo để các bạn làm thay đổi mọi người khi chỉ cần họ tiếp cận đó. Thì hôm nay một lần nữa bên cảm ơn tất cả các bạn. Vâng, cảm ơn dược sĩ Vinh rất là nhiều. Mọi người thấy có những dược sĩ Vinh đã chia sẻ những cái kiến thức rất là bổ ích và chi tiết. Nhưng mà có vẻ là bị áp lực thời gian, mọi người có thể thấy cuối là chia sẻ rất là căng thẳng đúng không? Mọi người hãy thể tim thể vong đi ạ, hãy thể tim thể vong để mà cảm ơn dược sĩ Vinh đi ạ. Hôm nay các VDV của chúng ta đến với chương trình hôm nay thật sự là cũng rất là thông cảm, vì là timeline của chương trình đó nên là rất là áp lực mọi người, nên là chúng ta hãy thể bông thể tim và đừng quên ha, những chia sẻ của anh Vinh, những cái USP của sản phẩm mọi người có nhớ không ạ? Đến từ Cellbiotech đúng không? Rồi là có hiệu quả ở gấp 100 lần so với những loại không bao, rồi còn ra cải thiện đường ruột cho mọi người khắp trên thế giới nè. Rồi ngoài ra nó sẽ là gì nữa mọi người? Được nghiên cứu trên chứng minh toàn bộ với giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, nghiên cứu phân lập 100% từ người với vi khuẩn định cư ở đường ruột đúng không ạ? Mọi người hãy nhớ những cái USP này đó, đừng quên nha, bởi vì cuối chương trình chúng ta sẽ có con mini game liên quan á, đừng bỏ lỡ mọi người nha. Và đặc biệt là các BDV của chúng ta đã có những cái group hỗ trợ tư vấn ở Gabo, Facebook, nên mọi người có nhu cầu quan tâm chúng ta hãy join vào đó, sẽ được hỗ trợ chi tiết từ phía các BDV cả nhà ha. Vâng, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều, và bây giờ chúng ta sẽ đến một dòng sản phẩm nữa mọi người. Một nhà BDB nữa là ai đây? Một BDB đến từ USA cả nhà ha. Một BDB đến từ USA với các dòng sản phẩm về vitamin cho chị em phụ nữ, tăng cường sức đề kháng nè, và các dòng sản phẩm hỗ trợ xương khớp nè. Và đến nó lên cờ BDB một thời gian cũng được rất là nhiều trải nghiệm feedback tốt, phản hồi lại. Và hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì đại diện của nhà cung cấp đó là NutriBest Health cả nhà ha. Bao nhiêu anh chị đã sử dụng sản phẩm này có thể comment to lên khung chat không ạ? Bao nhiêu anh chị đã sử dụng sản phẩm của NutriBest Health thì có thể comment to lên khung chat đi ạ. Thì hôm nay đại diện của phía công ty đó chính là chủ tịch là và dược sĩ là Trần Út, sẽ hỗ trợ chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh với cái dòng sản phẩm tiềm năng của NutriBest Health, và cũng giống như là các USP của sản phẩm cả nhà ha. Cả nhà hãy chú ý lắng nghe, đừng bỏ sót từ nào, vì cuối minigame chúng ta sẽ
có những cái câu hỏi liên quan, những từ khóa liên quan để giật quà đó cả nhà ha. Đừng quên nha, và sẽ có Black Sale rất là hấp dẫn cho chương trình ngày hôm nay cả nhà ha. Rồi xin phép nhờ Hot Spotlight mời dược sĩ Út lên giúp mi ạ. Cả nhà hãy thả tim thả bông rần rần đi ạ. Rồi không biết là rồi ok. Vâng, em chào anh chào Út ạ. À, anh ơi mở mic lên giúp em ạ. Mình chưa mở mic ạ. Em thấy mic mình chưa mở. Xin chào mọi người, xin chào tất cả các anh chị em đã có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến MC rất là vui vẻ, lưu loát, gửi lời các anh chị em cùng các nhà đồng hành. Trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, tôi cũng xin tự giới thiệu tôi là dược sĩ Trần Út, đại diện cho công ty là NutriPet Health. Cái chia sẻ mà đầu tiên để mà bữa nay hôm nay đó, để đến với buổi Zoom hôm nay đó, thì tôi cũng muốn là như cái chương trình đã chuẩn bị từ trước thì cũng sẽ giới thiệu hai cái sản phẩm, đó là Centravi và Centravi Silver. Mà để mà nói chia sẻ cái phần để mà đi đến cái quyết định mà tại sao là làm những cái sản phẩm như vậy, thì thật ra thì mấy bạn cũng biết rồi, nếu mà làm về những sản phẩm mà vitamin và khoáng chất thì trên thị trường nó rất là nhiều, nó nhiều đến nỗi là vô kể luôn. Nhưng mà khi mà tôi may mắn tôi được ở Mỹ thì tôi cũng mới có một cái sự quan sát mà có những cái con số mà tôi thấy là cũng là cần chia sẻ ở đây. Đa số đa phần á, 79% người Mỹ thì sử dụng thực phẩm chức năng đa vitamin. Cái đó là một nha. Tổng số tiền mà người Mỹ chi cho cái thực phẩm chức năng á, là 162 tỷ năm 2020. Đến năm 2025, cái số tiền đó là sẽ tăng lên là 227,5 tỷ. Còn ngược lại ở Việt Nam là thế nào? Ngược lại Việt Nam á, thực phẩm chức năng á, Việt Nam xài mới có 21% thôi. Người tiêu dùng cho số tiền mà thực phẩm chức năng á, là có 6 tỷ thôi. Cho nên á, cái cơ hội đó chúng ta thấy là cái cơ hội chúng ta còn rất là nhiều rộng mở. Cái nữa để tôi quyết tâm á, mà để làm cho cái sản phẩm này nó đưa về Việt Nam mà nó cạnh tranh tốt, để mà làm được cái điều đó thì trăn trở rất là nhiều. Cái thị trường thực phẩm chức năng ở Việt Nam thì cũng các bạn biết rồi, qua thời gian thì họ cũng có nhiều cái để mà nói lên nhiều điều. Và cái điều đó thì trong ngành á, thì cái trăn trở trong ngành á rất là nhiều. Nhưng mà thấy được cái trăn trở đó là tại sao mà tôi dám mạnh dạn để mà đầu tư và tham gia vô chiến lược là thực phẩm chức năng là vitamin và khoáng chất. Đây là những cái sản phẩm rất là khó tham và trên thị trường rất là nhiều người đã làm, nhưng công ty NutriPet Health sẽ có một cái bước đi khác bằng cách làm khác là như thế nào. Chúng tôi sẽ chọn ra những nhà sản xuất tốt nhất. Điều đầu tiên chăn trở tốt nhất. Thứ hai, chúng tôi thực hiện theo chính sách của những nhà máy đó là họ bảo quản sản phẩm tốt nhất. Và công ty cũng chăn trở nhất là khi bảo quản sản phẩm đó về tới Việt Nam thì như thế nào. Chúng tôi cũng chăn trở chuyện đó và chúng tôi sẽ bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Khi tôi mua hàng ở nhà sản xuất xong thì khâu vận chuyển đưa hàng xuống tàu cũng đều nằm ở trong cái khâu là công lạnh, là thứ nhất là đảm bảo độ ẩm là dưới 60, đảm bảo nhiệt độ là dưới 30. Và khi đến Việt Nam, chúng tôi cũng tìm một cái đối tác ở kho là khu công nghệ cao của quận 9. Chúng tôi đưa hàng hóa vào kho cũng đạt tiêu chuẩn tế là độ ẩm dưới 60%. Và
nhiệt độ phải dưới 30% để cái sản phẩm nó được bảo quản xuyên suốt từ nhà sản xuất cho đến khâu bảo quản và cho đến khi đưa đến tay người tiêu dùng. Cái cách làm này thì nó hơi ngược lại và nó sẽ rất là tốn kém. Tại vì á, nếu mà các bạn biết rồi á, không có chịu mà đầu tư tốn kém mà đi một cái đứt đi ngược á, thì cái sản phẩm của mình mà không được bảo quản tốt á, thì thật ra á, đến tay người tiêu dùng rồi thì cái sản phẩm nó cũng rất là nó sẽ không còn cái chất lượng như ban đầu. Mà không có như chất lượng như ban đầu á, thì không phải là cái niềm ao ước và cái tâm huyết của công ty NutriPetHealth đó. Tại vì công ty NutriPetHealth cũng muốn là đưa một cái sản phẩm tốt nhất của người Mỹ đang dùng và về phục vụ cho người Việt Nam, và chất lượng nó phải y như là chất lượng ở Mỹ. Thì các bạn biết rồi đó, là giống như là hỏi tại sao phải chọn cái vấn đề là vitamin và khoáng chất. Thì thật ra đó, thì bây giờ mình đặt câu hỏi ngược lại đi, vitamin và khoáng chất nó quan trọng như thế nào? Thì cái điều này tôi cũng đặt một câu hỏi. Thì các bạn biết rồi á, cơ thể của mình á, đâu có thể nào mà ăn uống để mà hấp thu được hết tất cả các vitamin khoáng chất đâu. Đó, cái điều đó nó mới là gì? Thì vitamin và khoáng chất là nó là một những cái chất xúc tác, nó sẽ mang cái thức ăn và năng lượng để cho hoạt động cho một cái người bình thường. Có những người á, khi mà thiếu những cái vitamin khoáng chất á, thì nó sẽ đưa ra những cái yếu tố rất là rõ ràng, giống như là mệt mỏi nè, chán ăn nè, mất ngủ nè, sạm da nè, rụng tóc nè, và kể cả vấn đề là yếu sinh lý. Đó. Cho nên hôm nay tôi cũng xin sẵn sàng chia sẻ với các bạn ở đây là hai sản phẩm chiến lược của công ty, đó là Senchavi và Senchavi Silver. Cho slide. Đó. Tất cả các tầm quan trọng các bạn có thể là do cái thời gian cũng có hạn thì các bạn có thể là xem lại phần sau ha. Tất cả là khoáng chất là tự nhiên, như là thức ăn, nước uống, thiếu vitamin khoáng chất thì mọi hoạt động sống đều bị ngưng trệ. Ở mọi độ tuổi, giới tính đều cần thiết bổ sung vitamin và khoáng chất. Tiếp. Slide tiếp đi. Và đây là Senchavi Silver, nó chứa gần 26 vitamin và khoáng chất. Một ngày thì chúng ta không thể nào mà ăn mà để đầy đủ hết tất cả các vitamin này. Đó. Khi mà thiếu hụt như vậy á, thì là nó sẽ gây ra những tình trạng rất là khó khăn. Nhưng cái Senchavi ở đây là chúng tôi đã nghiên cứu và để tạo ra một cái bộ đôi là Senchavi Silver là để cho nam. Thì cái phần những cái vitamin đó, đa phần là cung cấp đầy đủ rồi, thì trong đó nó sẽ có những cái chất để mà nó cung cấp để mà gây ra một cái tác dụng rất là tốt cho riêng là nam, cho đàn ông. Tiếp. Đó, như là bây giờ tôi nói ra một cái nhóm vitamin mà có trong đó thôi, thì giống như các bạn thấy nè, kẽm đó, thì nó là gia tăng cải thiện cái chất lượng tinh trùng, tăng cường sức khỏe sinh lý, mật độ kết tố của người nam, giảm nguy cơ ung thư tiền tuyến. Nguyên cả cái nhóm vitamin nhóm B là hỗ trợ điều trị rối loạn kinh dương, là thúc đẩy hormone testosterone, và đặc biệt cái vitamin nhóm B á, là nó tác động ở trên cái hệ thần kinh và nó chống stress, giảm căng thẳng, phát triển hệ thần kinh, giảm stress, tạo ra một cái giấc ngủ yên bình hơn, điều chỉnh chất lỏng trong cơ thể, kể cả trong đó là có vitamin K đặc biệt là quan trọng, nó điều chỉnh chất lỏng trong cơ thể nè, gửi tín hiệu đến hệ thần kinh nè, điều chỉnh các cơ co, cơ bắp. Các bạn thấy rồi á, trong những cái trận đấu mà thể thao đỉnh cao đó, thì vận động viên giống như tennis á, thì thường vận động viên á, họ nghỉ dư hợp á, họ ăn cái gì đầu tiên không? Họ ăn chuối. Thì chúng ta biết á, thì chuối ở trong đó nó chứa nhiều, rất là nhiều calo, là một trong những cái hoạt động mà thể chất đó là nó cần kali để nó chống cái giọt bẹ, cái chuột rút rất là nhiều.
và tôi cũng xin giới thiệu một cái bộ thứ hai là Centavi. Centavi này chủ yếu là dùng cho nữ. Thì các bạn cũng biết rồi đó, người phụ nữ á, thì là thiên chức là mẹ, đã mang rất là nhiều cái mà thì coi trong cuộc sống. Thì người phụ nữ á, thì cũng phải chịu về vấn đề là kinh nguyệt nè, mất máu nè, mang nặng đẻ đau nè, một cơ thể là mang hai cơ thể trong một cơ thể nè. Cho nên khi đứa con mà sinh ra lớn lên á, thì lấy canxi của người mẹ rất là nhiều, lấy và nhiều thứ của người mẹ. Và cái giai đoạn thứ ba của người phụ nữ phải trải qua đó là cái thời kỳ tiền mãn kinh đó. Thì qua những cái giai đoạn đó thì cái bộ Centavi của chúng tôi đã qua thời gian nghiên cứu thì mới tạo ra một cái sản phẩm Centavi, và có những thành phần cấu trúc ở trong đó nổi trội hơn để giúp cho người phụ nữ tốt hơn trong cái cuộc sống. Đó là vitamin nhóm B, đó là chống rụng tóc nè, nó giảm stress nè, chống sạm da, sắt nhiều để cấu tạo hồng cầu, cung cấp cái oxy cho tế bào. Tiếp. Quay lại cái phần đó đấy. Đó, CGV bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ và người trưởng thành, đặc biệt là người cao tuổi ha. Giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, làm đẹp da, khỏe tóc móng, cải thiện giấc ngủ, bổ máu chắc xương, tăng cường cả hệ miễn dịch. Trong đó thì các bạn thấy rồi, cái phần canxi á, canxi với cái DK đó là nó tăng cường hấp thu canxi rất nhiều. Sắt và nhóm B thì tăng cường cho vấn đề tế bào máu, và trong đó đặc biệt là nhóm vitamin A, E và C giúp cái nhiều trong cái giai đoạn là tiền mãn kinh. Tiếp. Và điểm nổi bật của các cái group của cái sản phẩm cái bộ đôi này là thứ nhất đó, là sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ và vận chuyển bảo hành đều là theo tiêu chuẩn của Mỹ. Cái thứ hai là cái nguồn nguyên liệu. Cái nguồn nguyên liệu ở đây là chúng tôi là được chọn lọc cao. Thì tại sao mà tôi dám nói là cái vấn đề là nguồn nguyên liệu chúng tôi chọn lọc cao ở đây? Là sản phẩm của chúng tôi đó, các bạn thấy rằng đó là sản phẩm là phải được chọn lọc rất là cao. Thì cái thời gian bảo hành và bảo quản nó phải được dài. Tại vì các bạn biết rồi đó, khi mà cái những cái chất lượng sạch, cái mà thực phẩm chức năng của chúng ta đó là gồm các vitamin và khoáng chất, mình chỉ dùng mỗi một ngày, không phải là một ngày một bữa, mà mình có thể là dùng vài tháng, cả thể là dùng cả năm nữa. Cho nên nếu mà cái nguồn nguyên liệu mà không có được mà chọn lọc cao á, thì khi mình uống như vậy đó, nó sẽ tích tụ trong cơ thể, nó sẽ gây độc cho cơ thể. Cho nên thấy được cái điều này, chúng tôi đã chọn cái nguồn nguyên liệu cao thì rất là cao để mà tốt nhất để đưa vào cơ thể. Cho nên các bạn có thấy trên cái sản phẩm của chúng tôi là hạn sử dụng là tới 4 năm từ cái ngày sản xuất. Và một viên thì chứa 26 loại vitamin và khoáng chất. Các bạn thấy chưa? Nếu mà một ngày mình làm sao mình ăn hết rau hết cầu mà để mà có khả năng để mà cung cấp được 26 loại cho vitamin và khoáng chất. Mình chỉ cần một ngày có chỉ cần là uống một viên thôi. Buổi sáng thì coi như là đã tràn đầy năng lượng, kể cả cho người nam và cho nữ. Còn chi phí là hợp lý cho một cái dinh dưỡng cái này. Thì thật ra tính giá thành này thì nó cũng bằng cỡ khoảng là nửa ly sinh tố các bạn nó dùng ở ngoài thôi. Nhưng mà các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm là mình đã cung cấp đầy đủ tất cả các vitamin và khoáng chất cho một cái ngày làm việc. Và chúng ta có thể uống từ ngày này qua ngày kia và rất là nhiều. Tiếp theo. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ gửi cái cơ hội cặp đôi sức khỏe toàn diện để hình thức chúng ta có thể là kinh doanh trong cái mùa này là như thế nào.
Thì các bạn biết rồi, công ty đã tạo ra cái cặp này thì trong cái dịp mà xuân về và Tết đến như vậy, thì chúng ta có thể là gửi một cái cặp này giống như một cái quà biếu thay thời trước là mình tặng nhau là rượu hay là này nọ, thì bây giờ là mình tặng nhau bằng một cái cặp là sức khỏe, để cho thứ nhất là trong gia đình thì ai cũng có ông bà, mình cũng tặng cho ông bà được nè, ai cũng có là hai vợ chồng nè, mình cũng tiếp tục hoàn thiện được những cái chuyện đó. Thì hình thức là đưa vào cái một cái gói quà, hình thức là mình sẽ là tặng cho nhau, cho bạn bè đó, mình gửi trao sức khỏe, trao yêu thương khi mà trong cái dịp xuân về. Đấy. Trong cái thời gian đó thì nó cũng có hạn quá, thì chương trình của công ty á, thì cũng đưa ra một cái last sale đó, khi mua một áp dụng là 20 giờ ngày 15 tháng 10 cho đến là 20 giờ đến ngày 31 tháng 10, khi mua một chai Senchavi và Senchavi Silver thì sẽ được tặng cho một cái tặng được một cái chai Senchavi nữ và 30 viên. Và cũng nếu mà tiện ở đây thì còn cái thời gian đó, thì công ty cũng đang chuẩn bị lên một cái chương trình là muốn tất cả các bạn đó là có một cái chuyến là tham quan ở Mỹ đó, cho một cái chương trình là nếu mà ai mà đạt doanh số là 60 triệu mà kéo dài được liên tục trong 12 tháng thì chúng tôi sẽ chọn ra 10 bạn đầu tiên sẽ có thể là đến Mỹ tham quan nhà máy, tham quan những cái khu vui chơi và biết thêm kể cả văn phòng của công ty đã đặt ở Mỹ và ở tại Việt Nam. Đây là những cái hình ảnh nhà máy, một số hình ảnh của nhà máy ở tại Mỹ, và chúng tôi cũng xin gửi lại những cái hình ảnh của một cái số kho, hình ảnh ở kho của chúng tôi đang ở có ở tại Việt Nam. Dạ, đây là cái hình ảnh là văn phòng của chúng tôi ở Mỹ và ở tại Việt Nam. Đây là công ty là Nutrimed. Đây là nhà máy Masson, chủ yếu là sản xuất những các vitamin khoáng chất dùng cho trẻ từ sơ sinh cho đến khi trưởng thành. Và đặc biệt là nhà máy Eagle Chemical là một đối tác chiến lược và chính của tôi, và tôi cũng đã đặt chân đến nhà máy này, đã tham quan và đã thấy được rõ hết cả cái quy trình sản xuất của họ và những cái công việc họ làm, đang làm và sẽ phát triển lên những hơn nữa. Và họ sau này họ sẽ biến những cái sản phẩm đó thì họ sẽ thiên về là organic. Ở Mỹ thì cái phần đó là họ bây giờ rất là chuộng là gì. Và hiện tại ở tại Việt Nam thì chúng tôi cũng rất là chăn trở, và chúng tôi đã tìm được một cái đối tác, đó là cái tập đoàn của Đức Long Gia Lai, và chúng tôi đã hàng hóa của chúng tôi về đây thì ở trong độ ẩm luôn luôn là dưới 60 và nhiệt độ dưới 50. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã vâng, cảm ơn dược sĩ Trần Út rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của dược sĩ Trần Út rất là nhiều ạ. Mặc dù là tín hiệu hơi kém đúng không mọi người, nhưng mà với nhiệt huyết đúng không? Với nhiệt huyết của anh thì tín hiệu không là vấn đề đúng không cả nhà? Chúng ta đã ghi chép lại những USP của dòng sản phẩm của Nutribet Health chưa ạ?
mọi người chú ý là tại vì là sau chương trình một chút xíu nữa sẽ có mini game và My đã cảnh báo mọi người ngay từ lúc đầu rồi. Đừng rời màn hình và đừng bỏ qua từng câu từng chữ của các video chia sẻ, bởi vì nó sẽ là một trong những từ khó để giúp mọi người giật được những quà mini game siêu sốc ngày hôm nay. Và hơn nữa, cuối chương trình sẽ có bật mí về khuyến mãi flash sale của các video mang đến chương trình ngày hôm nay nữa. Nên mọi người đừng rời Zoom và mọi người đừng bỏ qua cái chương trình siêu sốc ngày hôm nay nha. Rồi, nãy giờ chia sẻ thì mọi người có thể nắm được các USP của sản phẩm của NutriBet Health chưa ạ? Sản xuất tại Mỹ theo tiêu chuẩn của Mỹ này, nguồn nguyên liệu chọn lọc chất lượng cao, một viên chứa tận 26 loại vitamin khoáng chất và chi phí rất hợp lý luôn để cho được mang đến dinh dưỡng cho chúng ta, đúng không? Chi phí thật sự rất là hợp lý luôn, hàng của Mỹ về. Nên là chúng ta hoàn toàn an tâm để cung cấp vitamin cho cả gia đình cả nhà ha. Và cả nhà hãy join vào các group Zalo, group hỗ trợ của BDB về NutriBit Health để mà được các dược sĩ tư vấn hỗ trợ tận tình hơn cả nhà ha. Rồi, và bây giờ bắt tiếp theo chương trình. Nãy giờ chúng ta đã nghe những chia sẻ của các BDB rồi và nắm được những cái sản phẩm tiềm năng để chúng ta kinh doanh lựa chọn ở Rugby rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cách bán hàng mọi người ha. Làm sao để bán được sản phẩm, làm sao để tiếp cận khách hàng. Thì hôm nay My mời đến đây một gọi là một best seller, cũng giống như là một mentor một sao ở Rugby mọi người ha. Và mọi người biết không, chị ấy là một mẹ bỉm sữa ba con. Nhắc đến mẹ bỉm là chắc hẳn anh chị em cũng hiểu là tất bật thời gian là toàn cả ngày toàn là mùi bỉm, mùi tẻ, mùi sữa với lo con, lo gia đình. Nhưng mà khi mà chị bén duyên với Rugby là chị kiếm thêm thu nhập mọi người, là cái kỷ lục chị chốt đơn khách hàng lạ là 40 triệu một đơn đó mọi người. Chốt có khách lạ nha, khách lạ chứ không phải là khách quen. Kinh khủng chưa ạ? Vậy làm sao để mà mọi người có thể được giống như chị, thì hôm nay mời chị đến đây, đó chính là chị mentor một sao Trần Huệ. Chị sẽ giúp chúng ta nắm được quan niệm chốt sale và hướng dẫn các bước đầu tiên để bán được hàng cả nhà ha. Vâng, nhờ hot spotlight chị Huệ lên giúp My ạ. Cả nhà hãy thả tim thả bông để welcome chị Huệ nha. Rồi, em chào chị Huệ. Cảm ơn phần giới thiệu của MC vô cùng năng lượng Mimi. Và xin chào các nhà phát triển sản phẩm và tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom tới hôm nay. Thì như MC đã giới thiệu rồi thì em cũng không giới thiệu nữa, và em chỉ giới thiệu nhanh qua chút về mình. Em là Trần Huệ và hiện đang là mẹ bỉm sữa của ba bé và đang sinh sống làm việc tại Nam Định. Như mọi người đã biết ấy, thì là em là một bà mẹ bỉm sữa thì hầu như là quanh quẩn với ba đứa bé. Em sinh trong vòng 6 năm là ba bé, các cả nhà có thấy khủng khiếp không ạ? Thì sau 6 năm mà nghỉ sinh như thế đó, thì là em hầu như là không còn mối quan hệ nhiều nữa, có rất là ít mối quan hệ, vì trong 6 năm chăm sóc các bé cũng không ít khi giao lưu, để kể cả họp lớp rồi là gì cũng không tham gia luôn. Hầu như là khi bắt đầu kinh doanh với The Dog Bay là không có mối quan hệ. Thì là lúc đầu thì cũng rất là lo lắng, không biết là làm thế nào để bán hàng. Nhưng mà qua các cái lớp học tập kung phu thì là bắt đầu mình mới thực hành và bắt đầu bán hàng. Nhưng mà lúc đầu thì là khi bán được hết cho những có những cái khách hàng đầu tiên rồi đó, thì lời lại lo lắng là không biết là làm thế nào để mình mở rộng thêm tệp khách hàng ra nữa. Thì lại học có một cái buổi kung phu online đó là chăm sóc khách hàng. Thì khi mà đã nghe thấy cái buổi chia sẻ đó thì là bắt đầu mình mới òa lên, vậy thì mình không có mối quan hệ nhưng mà mình có kỹ năng chăm sóc. Bởi vì nếu nói đến cái từ chăm sóc ấy, thì hầu như là các bà mẹ bỉm sữa đều biết, đúng không ạ? Chăm sóc như thế nào thì dựa vào cái kỹ năng mà mình chăm sóc các em bé đó, như thế nào thì mình sẽ chăm sóc khách hàng, em dựa vào như thế để chăm sóc y như vậy. Đó chính là mình dành hết tình yêu thương cho những cái khách hàng cũ mà đã tin tưởng mình đó. Vậy thì nếu các anh chị ở đây mà mới bắt đầu bán hàng á, có những anh chị mà kinh doanh mỹ phẩm này, có anh chị kinh doanh đồ gia dụng hay gì đó, thì mình đều chăm sóc để mình đa dạng tệp khách hàng lên. Bởi vì ở The Rugby thì có rất là nhiều
sản phẩm đúng không ạ? Và như hôm nay thì chúng ta đã được biết là có ba cái sản phẩm mà rất là hay rồi, ba nhà phát triển sản phẩm vừa chia sẻ với chúng ta, thì bây giờ chúng ta vẫn hòa lên là những cái sản phẩm này bấy lâu nay mình chưa để ý lắm, thì bây giờ các anh chị hãy hãy chăm sóc lại những cái khách hàng lúc trước mà mình đã có để mình upsell thêm những cái sản phẩm. Vậy thì tại sao mà chúng ta cần phải lý do gì mà chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng? Thì em chia sẻ màn hình để cho các anh chị hiểu rõ hơn. Thì em chia sẻ ngắn thôi, tại vì là như chị MC nói rằng là cũng còn ba cái phần mini game nữa cơ, và chương trình thì cũng đã hơi dài rồi, thì em chia sẻ ngắn gọn cho các anh chị hiểu nhé. Và cái cách của em làm như thế nào. Thế các anh chị có nhìn thấy không ạ? Đây, vậy thì là làm sao chúng ta phải chăm sóc khách hàng. Đó là cái bí quyết của em để bán được những cái đơn hàng giá trị cao đấy các anh chị ạ. Bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng đó thì chúng ta tiết kiệm được chi phí gấp 7 lần. Các anh chị có hiểu cái câu nói này không ạ? Ví dụ như là nếu mà chúng ta đã có một cái khách hàng rồi, chúng ta chỉ bán một sản phẩm không thôi, thì chúng ta lại phải đi tìm, lần sau muốn bán cái sản phẩm đó, chúng ta lại phải đi tìm một cái sản phẩm, đi tìm một cái người khác nữa, rồi lại đi tìm người khác nữa. Như thế chúng ta mất rất là nhiều thời gian đúng không ạ? Còn nếu mà anh chị em nào mà nếu mà đã từng chạy quảng cáo rồi thì biết cái chi phí mà để tìm cái khách hàng mới thì nó khủng khiếp nhiều và nó tốn chi phí như thế nào. Hồi trước em đã từng học một cái lớp chạy quảng cáo rồi và đã từng thực hành, thì trời ơi, để mà bán được một, tại vì khi mà lúc đó mình chưa vào được Adobe đó thì mình chỉ có một cái line sản phẩm thôi, ví dụ là mỹ phẩm mà, thì mình người ta dùng ví dụ là cái bộ mỹ phẩm này rồi thì còn rất là lâu nữa người ta mới hết, nên là mình lại phải đi tìm một cái khách hàng khác, thì như thế là rất là tốn. Còn nếu ở Adobe này này, chúng ta có một cái khách hàng rồi đó, thì chúng ta chăm sóc lại, bỏ thời gian công sức chăm sóc lại, thì chúng ta không phải mất, hầu như là các anh chị kể cả không biết chạy quảng cáo nhé, thì các anh chị vẫn có thể ra đơn được và tiết kiệm chi phí rất là lớn. Chúng ta không cần phải chạy quảng cáo gì cả, và tiết kiệm được cả thời gian nữa. Hầu như là các anh chị thấy rằng các cái tập đoàn lớn đó, thì là người ta có những cái sản phẩm đầu phễu, rồi sản phẩm cuối phễu, và sản phẩm cuối phễu, giữa phễu ấy, sản phẩm giữa phễu và sản phẩm cuối phễu để làm gì? Để tối ưu thang giá trị của một khách hàng. Em lấy ví dụ như là tập đoàn Vingroup đi, thì là người ta có những cái sản phẩm như là bán lẻ này, như là Vinmart nhỉ, hay là rồi những cái sản phẩm giữa phễu như là bệnh viện này, Vinmec này, rồi trường học này, sau rồi những cái sản phẩm cuối phễu như là bất động sản, du lịch đúng không? Thì là ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể là bán cho khách hàng như ví dụ là một cái cho con người ta đấy, một cái sản phẩm men tiêu hóa đấy đúng không? Thì ở đây các anh chị có thể upsell bán thêm rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà ở trong Dropy này có những cái sản phẩm quấy phễu mà các anh chị có thể tìm ở trên kệ hàng đó, đúng không? Và tiếp theo là chúng ta xây dựng cái mối quan hệ 5 sao. Mà khi nghe cái 5 sao thì các anh chị đều hiểu luôn rằng cái 5 sao là như thế nào đúng không? Em không cần phải nói nhiều nữa. Thì các anh chị ở đây là hầu như là các anh chị đi du lịch hay là nghe thấy cái từ 5 sao cũng đã hiểu rồi. Đó là lý do mà chúng ta vì sao mà cần phải chăm sóc khách hàng. Và khi chúng ta chăm sóc khách hàng như thế rồi đó thì là khách hàng đó sẽ trở thành khách hàng trung thành của chúng ta đúng không ạ? Khách hàng trung thành ở Dropy, các anh chị có biết rằng là cái điều kiện ở Dropy khách hàng trung thành là gì không? Đó chính là cái khách hàng đó có doanh số đã mua hàng đó là 5 triệu đúng không? Nhưng mà ở đây thì hôm nay có đưa ra cái khái niệm khách hàng trung thành nó rõ hơn một chút nữa. Ở đây các anh chị nhìn thấy có một bên A và một bên B này.
Thì khách hàng, em đánh dấu khách hàng trung thành là bên A và khách hàng không trung thành là bên B. Thì các anh chị sẽ thấy khách hàng trung thành tức là mình bán nhiều mặt hàng cho một người. Và khi mà mình chăm sóc thật tốt để cho khách hàng này giới thiệu thêm cho khách hàng tiềm năng nữa. Còn khách hàng không trung thành đó là chúng ta bán một mặt hàng cho một người và chúng ta tìm khách hàng mới liên tục. Vậy thì các anh chị comment ở đây chúng ta muốn chọn bên A hay bên B ạ? Và ở Adobe thì chúng ta có thể là thực hiện bên A rất là dễ dàng đúng không ạ? Vì là chúng ta có rất là nhiều sản phẩm đúng không ạ? Ngay trong hôm nay thì chúng ta đã thấy rằng là có 3 sản phẩm mà chúng ta có thể upsell, thoải mái để upsell rồi đúng không ạ? Để chăm sóc khách hàng thật tốt. Thì em lấy ví dụ như là có một khách đã từng, nó là khách lạ nhá, em đã chốt khách lạ. Và khi khách lạ đó mua sản phẩm của em rồi, mua một cái sản phẩm giá trị rất cao, thì em quay lại em chăm sóc khách đó đến khi là khách rất là cảm thấy rất là thích thú với cái tính cách của mình này, rồi cảm thấy cái sự gần gũi đó. Thì một lần em đăng thêm một cái sản phẩm khác nữa, đăng trên Zalo đó, thì khách là lập tức hỏi luôn, cái sản phẩm này như thế nào, thì em gái của chị đang cần cái sản phẩm đó, và cái khách hàng đó là giới thiệu luôn cho em là em gái, và em gái vì là cái mối quan hệ của khách hàng với em nó đã trở nên tin tưởng hơn rồi, nên cái người mà người em gái kia cũng không cần em phải phải mất công tư vấn nhiều nữa. Người ta chỉ cần hỏi về sản phẩm như thế nào và người ta ra quyết định rất là nhanh. Nên là các anh chị thấy rằng cái việc chăm sóc khách hàng đó thì nó quan trọng như thế nào đúng không ạ? Và nó giúp cho chúng ta kinh doanh dễ dàng đúng không ạ? Và cái cách chăm sóc của em như thế nào? Chăm sóc khách hàng như thế nào? Thì ở đây không biết là các anh chị chăm sóc như thế nào, các anh chị có thể comment được không ạ? Thì em chia sẻ cái chăm sóc khách hàng hiệu quả của em như sau. Thứ nhất là mình lắng nghe câu chuyện của khách hàng. Có khi mà mình đã có cái thông tin của khách hàng ấy, thì tốt nhất là các anh chị nên có Zalo của khách hàng đó hoặc là có Facebook để mình tương tác với những cái bài đăng của khách ấy, hay là những cái khoảnh khắc mà người ta chia sẻ trên Facebook, thì có đấy là chúng ta cũng là lắng nghe câu chuyện của khách hàng đúng không? Cho đó là chúng ta có thể là inbox riêng, rồi có những lúc mà em còn phải lắng nghe cả những cái câu chuyện mà không liên quan đến sản phẩm thôi nhé, lắng nghe cả những cái câu chuyện mà người ta kể về gia đình của người ta đó, kể về những cái đứa con của người ta hay là chị em của người ta, thì em vẫn lắng nghe. Và từ đó mình hiểu được rằng là mình biết rằng là trong gia đình khách hàng có những ai, có em bé hay không, rồi là có người già hay không, rồi chồng người ta như thế nào đó, thì là mình lắng nghe bằng nhiều cách các anh chị nhé. Tiếp theo là chúng ta mỗi lần xuất hiện á, phải có những cái gì mới. Tức là mỗi lần chúng ta inbox hay là gọi điện cho khách hàng á, thì chúng ta ngay từ lần đầu khi giao sản phẩm thì chúng ta sẽ quay lại hỏi là các anh chị có hài lòng không đúng không ạ? Thì cái câu này nó chỉ ngay sau cái câu hỏi này chúng ta thường hay dùng đúng không? Nhưng nó chỉ ngay sau khi mà khách hàng đã sử dụng sản phẩm rồi. Vậy thì lần sau chúng ta xuất hiện mà chúng ta lại hỏi câu đấy thì nó rất là buồn cười và nó cảm thấy rất là nhàm chán đúng không? Vậy thì chúng ta phải có những cái gì mới để chia sẻ cho khách hàng, để cho khách hàng cảm thấy rằng là mình cảm thấy rằng là cái người bán hàng này không bị nhàm chán, không phải là quay đi quẩn lại mỗi cái câu chuyện về cái sản phẩm đấy nữa đúng không? Chúng ta phải có một những cái thông tin mới, ví dụ như là anh chị mà bán về ví dụ là bán về cái đông trùng hạ thảo đi đúng không ạ, thì các anh chị có thể chia sẻ cho người ta những cái công thức mới hay là những cái cách dùng mới, hay là để chia sẻ cho người ta là hôm nay em cũng có một cái khách này đang bị ví dụ như là đang bị dạ dày chẳng hạn, mà chị ấy dùng mỗi liều như thế này, ngày dùng như thế này, mà bây giờ đã cải thiện rất tốt, mà chị đấy bao nhiêu tuổi mình lại kể cho người ta một cái câu chuyện khác nữa đúng không, một cái câu chuyện của khách hàng khác, thì người ta cũng nhớ ra rằng cái này
người thân nhà mình cũng có cái trường hợp tương tự như vậy, đúng không? Hay là mẹ hay là bố, như người, những cái thành viên trong gia đình đó cũng đang gặp cái trường hợp như vậy thì sao? À, thì người ta nghĩ ngay và người ta có cái cảm xúc luôn, và người ta sẽ quyết định và dễ dàng quyết định mua hàng cho những cái lần tiếp theo. Và cái chăm sóc khách hàng hiệu quả của em tiếp theo nữa đó chính là tri ân bằng những cái món quà nhỏ, đặc biệt là những cái ngày lễ Tết đó. Ví dụ như là nếu các anh chị biết được là khách hàng đó làm cái nghề gì, ví dụ ngày mà khách hàng đó làm nghề giáo viên chẳng hạn, thì chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những cái ngày mà dành cho giáo viên, đúng không? Hay là những ngày sinh nhật của người ta, hay là người ta đăng những cái kỷ niệm gì, hay là những ngày đặc biệt của trong cái cuộc sống của người ta, thì mình có thể tri ân bằng những cái món quà nhỏ, hoặc là như ví dụ là cái dịp kỷ niệm công ty của mình hay là cái nhà phân phối của mình, thì mình cũng tìm cái cớ để mình tặng cho người ta những cái món quà. Vì ở đây là các anh chị thấy rằng những cái món quà mà chúng ta lấy ở trong cái kệ Dropy này thì có rất là nhiều, đúng không? Cái việc này thì là những cái kệ hàng đa dạng của Dropy ấy tạo điều kiện cho chúng ta tặng món quà, và đó cũng chính là cái cách mà chúng ta upsell lên, đúng không ạ? Đó, em thì chia sẻ ngắn gọn những cái mà cái cách mà em bán hàng bằng với cái tư cách là một bà mẹ bỉm sữa mà không có mối quan hệ gì. Thực ra là mọi người hay hỏi em rằng là sao em bán được hàng, thì là em chia sẻ là em không có mối quan hệ gì đâu, em chỉ có 20 khách hàng thôi. Ở nhà 20 khách hàng, và em chăm sóc đi chăm sóc lại cái khách hàng đó, vì em cũng không có nhiều thời gian và không có nhiều mối quan hệ, chỉ có cái việc chăm sóc. Và ở đây thì cái bí quyết em chia sẻ trong cái buổi tối hôm nay ngắn gọn cho các anh chị là cái bí quyết bán hàng đó chính là các anh chị hãy chăm sóc khách hàng. Em xin hết ạ. Và nhường mic cho MC để các anh chị đang hóng chờ quà rất là lâu rồi, đúng không? Mở mic lên Mi ơi, mở mic lên. Mở mic lên Mi ơi. Rồi ok, cảm ơn chị Huệ rất là nhiều ha. Cả nhà hãy thẻ bông, thẻ tim để mà cảm ơn chị Huệ giúp Mi đi ạ. Mọi người có thể thấy là cái việc chị Huệ là chỉ cần kiếm 20 khách hàng, sau đó là chăm sóc đi, chăm sóc lại, để ra khách hàng trung thành và khách hàng còn giới thiệu thêm những khách hàng khác nữa, đúng không ạ? Đó là một cái cách mà mẹ bỉm sữa đã áp dụng và ra đơn thành công. Hy vọng là những cái chia sẻ của chị Huệ đã có chút gì đó để mọi người có thể áp dụng và học hỏi cả nhà ha. Và hôm nay cũng sẽ là cái chương trình đặc biệt đến giờ mà mọi người hóng rồi mọi người ơi. Ai hóng đâu ạ? Ai hóng hãy comment hóng lên khung chat là ngay bây giờ thôi. Ngay bây giờ mình sẽ bật mí chương trình khuyến mại sốc của BabyDB ngày hôm nay. Và cùng với mini game cho mọi người ha. Chúc mừng 201 anh chị em đã dành tập trung đến Zoom cuối cùng ngày hôm nay để chúng ta có cơ hội được vũ trụ gọi tên ha. Không mà vũ trụ không gọi tên đâu, Mi sẽ gọi tên. Bởi vì là do anh chị là tập trung thì anh chị sẽ có kiến thức và trả lời mini game câu hỏi chứ không phải là quay số. Rồi, bao nhiêu người hóng để xem thử anh chị hóng đâu ạ? Đâu rồi? Hóng rất là nhiều người hóng luôn không? Chị Trinh, chị Bích nè. Có BDV Nochi bé theo cũng hóng luôn ạ. Giật quà luôn ạ. Rồi ok mọi người. Vâng, bây giờ mình sẽ chia sẻ lại các chương trình khuyến mãi ngày hôm nay. Mọi người chú ý đừng rời mắt khỏi màn hình, tập trung không bỏ sót chữ nào cả nhà ha. Cả nhà chú ý nha. Những anh chị nào mà lúc nãy giờ nghe chia sẻ muốn lên đơn trải nghiệm thì ngay bây giờ tận dụng cơ hội ngay bây giờ mọi người nha. Đừng bỏ lỡ nha. Rồi mình sẽ chia sẻ màn hình đây thôi ạ. Ok, cả nhà đã thấy màn hình của My chia sẻ chưa ạ? Rồi, đầu tiên mình sẽ đến với khuyến mãi ngày hôm nay của BDB Trung Nhân cả nhà ha. Đó là khi chúng ta mua 2 sản phẩm sẽ được tặng 1 sản phẩm. Và mọi người chú ý, đây là ưu đãi vàng Black Sale. Black Sale mọi người nha. Nó sẽ áp dụng từ 10 giờ ngày 28 tháng 10 đến hết 23 giờ 59 phút nha. 24 giờ là không được nha. Phải 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10 nha. Cả nhà chú ý, mốc thời gian flash sale này ha.
Thật sự là cái sản phẩm này mọi người ơi, mi pha với nước sau đó là bỏ đá nặng tí tách vô uống rất là ngon luôn, uống xong là tỉnh luôn, đi mà đi đâu mệt mệt về làm một cốc là rất là tỉnh luôn, rất là ngon luôn, nên mọi người nên thử nha. Để bán được hàng thì cái điều mà mi cảm nhận đó là chúng ta nên trải nghiệm khách sản phẩm, nên là khách hàng khó tính nhất để mà hiểu được sản phẩm, để mà có những cái feedback, những cái trải nghiệm tự nhiên nhất, thực tế nhất để mà chia sẻ với người khác thì mới được tối ưu được hiệu quả cả nhà ha. Cả nhà chú ý flash sale của Trung Nhân cả nhà ha. Hãy chụp lại màn hình đi à, hãy chụp lại màn hình hoặc là join vào các group của Trung Nhân để mà được hỗ trợ và không bỏ lỡ cái flash sale này cả nhà ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đi tới flash sale của BDB thứ hai, đó là Oriflame. Chúng ta sẽ có hai khuyến mãi. Đầu tiên là flash sale ngày hôm nay cho chương trình này, duy nhất cho chương trình nhà những anh chị em có trong Zoom ngày hôm nay. Từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 đến 10 giờ ngày 29 tháng 10. Chỉ trong vòng một ngày thôi đúng không ạ? Combo liệu trình hoàn hảo khi mua một Biolac, một lắc Lingon sẽ được tặng thêm một lắc Lingon. Tặng thêm một phần quà tới 420.000 đến mọi người. Mọi người có thể tự cộng trừ nhân chia và tính ra chiết khấu này kia thử là mọi người lợi hay là quá lợi ạ? Lợi hay là quá lợi ạ? Rồi tiếp theo combo bé khỏe mẹ vui. Đó là khi mua một Primer Pro BB, một kit lắc 60 gói sẽ sửa được tặng một Bio Relax, một Bio Relax trị giá 780k sẽ được tặng, thuộc về tay ai đi ạ? Rồi chương trình tiếp theo đó là chương trình cho tháng 10 và tháng 10 ngày hôm nay chúng ta sắp hết rồi mọi người, nên là mọi người phải tranh thủ nha. Còn hôm nay là 28 rồi thì chúng ta còn duy nhất 2 ngày nữa, mà bây giờ là mọi người thấy là đã 9 giờ rồi đúng không, 9 giờ đêm rồi. Là từ 20 giờ ngày 8 tháng 10 đến 23 giờ 59 phút nha. Nhớ là 59 phút nha, 24 giờ là không được nha, không được kiện cáo gì hết nha. Ngày 31 tháng 10 năm 2022 là khi chúng ta mua 4 hộp bất kỳ mọi người nhớ giúp mình nha. Bio Relax Kit Lắc 60 gói nè, Lắc Lingon, Rimmer Pro BB sẽ được tặng một hộp Kit Lắc 60 gói cả nhà ha. Tặng một hộp kit lắc 60 gói chứ không phải là một hộp 30 gói nha. Cả nhà chú ý khuyến mãi này nha. Và cả nhà chú ý là khi mà mình lên đơn Hồng Thành sẽ được nhà cung cấp hỗ trợ gửi thôi nha. Cũng như phía Đông Trùng Hà Thảo cũng vậy. Khi mà lên đơn thì nhà cung cấp sẽ gửi riêng cho mọi người ha. Rồi tiếp theo tới khuyến mãi shop thứ 3 của BDB thứ 3. Đó là Manuchi Pet Health Black Sale nha. Ta nói mọi người ơi, mọi người phải nhớ là thấy khuyến mãi thì phải hốt ngay. Ai mà không hốt thì suốt ngay ủ ê cả nhà ha. Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó, nhưng mà thấy ưu đãi không ngó thì khó lòng mà ngủ yên. Black sale này áp dụng từ 20 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến 20 giờ ngày 31 tháng 10. Ngày 31 tháng 10 nha, hôm nay là ngày 28 tháng 10. Mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 mọi người nha. Và cái sản phẩm này rất là bổ ích cho chị em phụ nữ. Chị em chúng ta là phải xinh phải đẹp lên thì mới tự tin đúng không? Mặt tiền chính là tiền mặt. Phải có sức khỏe đẹp từ khỏe từ bên trong thì mới đẹp ở bên ngoài. Vì vậy là mọi người hãy tranh thủ nha, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép mua hàng. Nhưng mà có khuyến mãi sốc mà không rủ nhau chốt đơn là tiếc hùi hùi mọi người nha. Mọi người nhớ ba khuyến mãi đặc biệt ngày hôm nay của ba BDB mọi người ha. Hãy join vào các group hỗ trợ của các BDB để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn cả nhà ha. Rồi ok, xong chương trình khuyến mãi. Rồi bây giờ sẽ là mini game đây ạ. Mini game. Ai sẵn sàng hãy comment SS lên khung chat ạ. Hãy comment SS lên khung chat. Mình sẽ có 3 mini game cho 3 anh chị may mắn nhất ngày hôm nay. Mà 3 sản phẩm đến từ 3 BDB ngày hôm nay trao đến may mắn cho anh chị nào. Để xem được anh chị nào chăm chú lắng nghe những chia sẻ của BDB và nhanh tay nhanh chân mọi người hãy di chuyển ngay, di chuyển vị trí, cầm laptop, cầm điện thoại, ngồi ngay cục wifi cho mình, ngồi ngay cục wifi cho mình, bởi vì mạng mạnh á thì mới nhận được quà ha. Và mọi người lưu ý điều này giúp My, đó là sẽ căn cứ kết quả theo cái màn hình của MC. Sau chữ bắt đầu, ai có đáp án nhanh nhất thì sẽ được MC chụp lại và người đó sẽ được phần quà mọi người nha. Nên là mọi người không có kiện cáo gì nhau hết nha. Sẽ tính kết quả dựa trên màn hình của MC. Và cú pháp, hãy gõ cú pháp lên khung chat giúp My. Họ tên cộng số điện thoại mọi người nha. Hãy gõ họ tên cộng số điện thoại và đợi My đáp án, My đọc câu hỏi và sau đó là mọi người hãy nhanh tay cốp bát liên tục để mà có cơ hội giật quà nha. Ok mọi người hãy viết cho mọi người một phút ha. Mình viết sẵn họ tên cộng số điện thoại đi ạ. Họ tên cộng số điện thoại nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phần quà của BDB Trung Nhân cả nhà ha. Đó là một hộp Đông Trùng Hạ Thảo cả nhà ha. Rất là giá trị luôn. Phần quà Đông Trùng Hạ Thảo của
GDP trung nhân sẽ là gì đây ạ? Đó là một sản phẩm, một hộp mật ong đông trùng hạ thảo collagen nano trị giá 1.485.000. À, ai muốn được ạ? À? Ai muốn được ạ? À? Hãy comment tên cộng số điện thoại, tên cộng số điện thoại và lắng nghe câu hỏi của MC nha. Mọi người chú ý là sau chữ bắt đầu của MC nha. Tính trên màn hình của MC mọi người nha. Không kỳ cáo gì hết nha. Sẵn sàng chưa ạ? Đây sẽ là câu hỏi đầu tiên với phần quà của BDB Trung Nhân mang đến cho chúng ta nha. Rồi, mọi người hãy comment rồi sẵn đi ha. Tên cộng số điện thoại, tên cộng số điện thoại. Rồi, My sẽ đọc câu hỏi. Chú ý nha, My sẽ viết sẵn chữ bắt đầu lên khung chat nè. My sẽ viết sẵn chữ bắt đầu, sau chữ bắt đầu của My sẽ tính kết quả anh chị em này nha. Nóng không mọi người? Zoom nóng chưa? Có đủ nóng chưa? Quá nhiều anh chị comment rồi. Rồi, ok. My sẽ đọc câu hỏi, mọi người chú ý nha. Rồi, hai tiêu chí của sợi nấm đông trùng hạ thảo trung nhân là gì? Hai tiêu chí của sợi nấm đông trùng hạ thảo trung nhân là gì? My chưa có gõ chữ bắt đầu, quá trời nhiều anh chị, quá trời nhanh luôn. Mọi người ơi, hãy viết tên đi. My sẽ đến 10 giây. 10 giây My gõ chữ bắt đầu cho anh chị cướp bát nha. Nhớ là cướp bát liên tục cho My. Mạng ai mạnh sẽ được 1.485.000. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Ờ ơi, tính sao chữ bắt đầu màn hình em thấy trời. Ta nói là chữ nhảy không kịp luôn, My nhìn không kịp luôn mọi người. Để xem thử là cái chữ bắt đầu của My đâu rồi. Quá trời anh chị em comment, quá trời nhanh, quá trời nguy hiểm luôn. À, không biết là tìm quá trời tìm mà không thấy cái chữ bắt đầu ở đâu. Trời quá trời trời, rồi. My đã thấy, My sẽ chụp lại màn hình nha. Sau chữ bắt đầu của My, xin chúc mừng chị Nông Thị Hà với 4 số đuôi điện thoại là 2204 với đáp án là sạch và dược chất cao. Đó chính là đáp án chính xác mọi người ha. Hãy chúc mừng chị Hà giúp My ạ. À. Chị Hà có trong đây ạ. À. Chị Hà có thì hãy comment có lên khung chat đi ạ. À. Alo chị Hà ơi, chị Hà có thì hãy comment có lên khung chat giúp My đi ạ. À. Mình có trong Zoom chưa chị Hà ơi? Có thì hãy comment lên khung chat có. Rồi ok, chúc mừng chị Hà đã được 1.485.000 chốt đơn ngay lập tức nha. Rồi, sẽ tới phần mini game thứ hai. Đó là một phần quà đến từ BDB Oriflame Made cả nhà ơi. Rồi, fan cứng, fan mềm, fan mới của Oriflame Made đâu ạ? À? Hãy comment tên cộng số điện thoại thẳng lên khung chat đi ạ. À. Hãy comment tên cộng số điện thoại sẵn sàng lên khung chat đi ạ. À. À, để xem vũ trụ sẽ gọi tên ai. Cấp bát liên tục cho My nha. Và mọi người nhớ cái chi tiết là phải sau chữ bắt đầu của MC nha. Phải sau chữ bắt đầu của MC nha. Sẵn sàng chưa mọi người? Bây giờ mọi người hãy comment đi ạ. My sẽ đọc câu hỏi, My sẽ viết cái chữ bắt đầu lên nè. My sẽ viết cái chữ bắt đầu lên. Rồi. À, 10 giây cho mọi người viết tên cộng số điện thoại ha. Và My sẽ đọc câu hỏi cả nhà ha. Ê, câu hỏi sẽ là dòng sản phẩm do công ty Oriflame phân phối có tỷ lệ lợi khuẩn sống qua dạ dày hơn gấp bao nhiêu lần so với sản phẩm không bao? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Mấy anh chị nhanh quá à. Phải nói là sau chữ bắt đầu của MC mới được. Trời ơi chạy dữ vậy. Nó sao mà My nhìn được kịp màn hình, quá là nhanh luôn. My sẽ lướt lên xem thử là anh chị nào nhận được quà nha. Trời, chữ bắt đầu của tôi đâu trời. Không, chữ bắt đầu của My đâu rồi. Quá là nhanh, quá là nguy hiểm luôn. Xem thử là anh chị nào sẽ nhận được phần quà. Rồi, My đã thấy chủ nhân rồi. My đã thấy chủ nhân, My sẽ chụp lại màn hình ha. Xin chúc mừng chị Bảo Ân với số điện thoại là 3007. Đáp án là 100 lần mọi người nha. Đáp án là 100 lần. À, chị có ở đây thì hãy comment lên khung chat giúp My ạ. À. Chị có ở đây thì hãy comment có lên khung chat giúp My để My xác nhận ha. Nếu mà không có thì mình chuyển qua cho người khác đó. Rồi, chị Ân có đây chưa? Rồi, có rồi, ok. Rồi, chốt đơn. Chốt đơn thứ hai rất là nhanh. Phải như bán cái sản phẩm này một chút lẹ gì cũng khỏe rất mấy mọi người nha. À, đến phần quà cuối cùng mọi người ơi, phần quà cuối cùng của BDB NutriVet Health đây ạ. À, ba anh chị em, lần này quyết tâm dập nha. Nãy giờ mà mình bỏ lỡ hai cơ hội rồi, ta nói là nhắc quả tam ba lần thôi, chỉ duy nhất lần này nữa thôi. Để xem thử anh chị em có dập được quà không. Lần này là phải nhớ là viết tên cộng số điện thoại sẵn sàng lên khung chat đi. Để mà My đọc đáp án và mọi người chú ý một chi tiết. Khi mà My đọc
mi gõ chữ bắt đầu đếm tới cái giây thứ nhất á, thứ hai á, cuối cùng 3 giây cuối cùng á, thì mọi người nên cấp bát liên tục. Đó là cái mẹo khi mi chơi mi chơi game đến giây thứ ba là hãy cấp bát liên tục, thì theo cái độ wifi, tín hiệu mạnh của wifi thì nó sẽ có khả năng mọi người trúng qua nhiều hơn nha. Mọi người chú ý nha, mi sẽ viết sẵn chữ bắt đầu nè, bắt đầu. Rồi anh chị nhớ nha, đừng có comment trước nha. Tầm khoảng 3-4 giây khi mà MC đếm đó, bắt đầu rồi hãy cướp bát liên tục thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nha. Rồi ok, câu hỏi cuối cùng, phần quà của nhà cung cấp Nutrifarmed. Orifarmed sẽ là một phần quà là một hộp Piorolax 60 viên trị giá 780.000 nha anh chị. Quên nói quà, tại vì mọi người nóng quá nóng làm MC quên mất luôn phần quà đó. Rồi, phần quà của Nutrifarmed Health sẽ là một hộp Centraview dành cho nữ 30 viên trị giá 500.000 đồng ha. 500.000 đồng này sẽ thuộc vào anh chị nào? Mi sẽ đọc câu hỏi này nha. Mi sẽ đọc câu hỏi. Sao, anh Sự sao lại trễ không bằng? Đây là do tín hiệu của mọi người mà, nhanh chậm cho mọi người thôi. Bây giờ là Centraview và Centraview Silver có xuất xứ từ đâu? Centraview và Centraview Silver có xuất xứ từ đâu? Rồi, My sẽ viết cái chữ bắt đầu sau 10 giây nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi trời ơi, quá trời nhanh luôn. My đã dặn là từ từ bắt đầu. MC đếm tới 10 giây nữa mà để comment đáp án là trôi quá trời trôi luôn. Bây giờ My sẽ tìm cái chữ bắt đầu của My nha. Đâu rồi? Ôi ôi, quá cho nhiều anh chị luôn, mọi người xuất sắc quá. Mọi người gõ phím nhanh quá trời luôn. My vẫn chưa tìm được. My vẫn chưa tìm được cái chữ bắt đầu của My ở đâu hết mọi người ơi. Quá cho nhiều luôn. Sau chữ bắt đầu của My để chụp lại màn hình. Đó là anh Minh Dầu với số đuôi là 6392. Đó là đáp án là Mỹ ha. Xin chúc mừng anh Minh Dầu ạ. Anh có cho mày ạ. Nếu có thì hãy comment có lên khung chat với My ạ. Nếu có thì hãy comment có lên khung chat với bây giờ, không thì gửi quà cho người khác anh ơi. Trời ok, xác nhận chốt đơn lần 3. Ôi ơi quá trời, mọi người có muốn chơi nữa không ạ? Mọi người có muốn chơi mini game nữa không ạ? Ai muốn comment muốn lên khung chat đi ạ? Ai muốn comment muốn lên khung chat đi ạ? Có muốn. Rồi ok. Thì mới biết anh chị muốn là anh chị có cái sự yêu thích, là có tình yêu với các VDB ngày hôm nay đúng không? Để mà chúng ta có cơ hội nhận quà nữa thì tại vì sao chúng ta không join vào các group của các VDB ngày hôm nay đi ạ? Vì những cái Zoom tiếp theo thì có thể sẽ có những mini game cho mọi người thì sao? Đừng bỏ lỡ vài cơ hội này nha. Đừng bỏ lỡ cơ hội và đừng quên flash sale siêu sốc ngày hôm nay của các VDB mang lại cả nhà ha. Hôm nay là một chương trình để chia sẻ cái cơ hội cho mọi người lựa chọn những sản phẩm tiềm năng phát triển ở Rugby, giúp chúng ta không bị lây hay và mất thời gian. Hơn nữa để được mentor một sao Trần Huệ hỗ trợ về cách bán hàng chốt đơn cũng như là chăm sóc khách hàng. Hy vọng qua chương trình này sẽ giúp anh chị bảo đơn cùng với các BDB ngày hôm nay ha. Cảm ơn ekip chương trình, cảm ơn BDB ngày hôm nay đã mang đến chương trình những cái kiến thức chia sẻ về sản phẩm tuyệt vời và cũng như là mini game vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn anh chị em đã dành thời gian ở trong Zoom đến giờ phút cuối này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Nhờ hot mở mic cho mọi người. Bye nhau cả hot ha. Chào. Mở.